mặt đỏ hồng hồng cái nhìn rất xinh xinh. Trời ơi. Hát nó mới phiêu. Ừ, hát nó mới phiêu. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, em giới thiệu về mình đi cưng. Em tên là Quỳnh Thị Kiều Triều. Em nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của công ty giày ở Bình Dương ạ. Ở Bình Dương, tên là Kiều Kiều. Kiều Triều vậy. Kiều Triều. Dạ, Kiều Triều chị. Kiều, tên lão quá ha. Kiều Triều, 26 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Nam, 30 tuổi. Hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm công nhân cơ khí. Công nhân cơ khí. Dạ. Bạn gái chúng ta có thể chia sẻ một chút xíu về chuyện tình cảm của mình. Em quen bạn trai đó được 2 năm. Xong rồi tiến tới hôn nhân. Sống với nhau 6 tháng là thấy cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nữa, không hợp nhau. Nên đã chia tay. Nay được 3 năm rồi chị. Chị có cháu nào chưa? Dạ chưa chị. Chưa, nghĩa là mới sau 6 tháng là mình đã chia tay rồi. Dạ đúng rồi. Nguyên nhân tại sao? Dạ do bất đồng quan điểm, không hợp nhau, cứ cãi nhau hoài chị. Anh bên kia thì sao? Tình trường như thế nào? Dạ tình trường của em thì em cũng ly hôn cách đây 2 năm rồi chị. Có cháu nào chưa? Dạ chưa à. À. Cưới bao lâu? Cưới được 4 năm. Ồ, 4 năm á? 4 năm là một thời gian khá dài với bạn. Dạ tại cũng hay xích mích cái là ly thân. Ly thân xong sống lại là ly hôn luôn. Nhưng cái nguyên nhân từ đâu ra mà nó xích mích rồi ly thân? Do tính cách của hai đứa không hợp nhau. Ngày hôm nay thì thật sự là bất ngờ khi mà hai bạn gọi là đồng cảnh ngộ với nhau ha. Thôi mình bỏ qua, bây giờ mình nhắc chuyện mới. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Vui vẻ có khi là nổi loạn với đám bạn. Nổi loạn là nổi loạn cỡ nào lận? Nhiều cái đó chị. Cười rồi nói chung là mọi cái giỡn, nhiều cái nổi loạn lắm. Vậy hả? Dạ. Nghe nổi loạn nó loạn mà. Tôi đang suy nghĩ biết nổi loạn là sao. Cười hả? Cười một cái là kinh khủng. Em cười thử thôi, thử lúc anh nổi loạn nghe thử ơi. Lớn nữa được không? Được mà anh để. Đâu thử thử coi, hết cỡ coi. Thôi được anh. Rồi còn gì nữa, có sở thích gì nữa không? Em sở thích đi du lịch, này đi chơi cùng bạn bè, thích karaoke chị. Thế hả? Rồi, thôi bây giờ coi như hát karaoke đi. Đó, không cười thì ca. Em hát đoạn thôi. Hát đoạn thôi thì dạ. Từ lâu em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngại ngùng sâu đã yêu người rồi biết không. Nói là vậy. Giọng này cũng giọng miệt mài karaoke đây nè. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em cũng hơi khó chịu. Khó chịu rồi nói chung là dễ xúc động lắm chị. Dễ khóc lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy là mình coi phim coi đồ vậy mình cũng hay khóc lắm. Dạ sao cũng không? Hay khóc chị. Còn bạn trai điểm mạnh điểm yếu của bạn thế nào? Biết chăm sóc gia đình, biết cách chăm sóc em bé. Em bé đâu chăm sóc? Đây của chị. Hả? Của chị á. Của chị hả? Dạ. Giữ em bé rồi biết coi con được không anh? Có biết. Biết coi con rồi điểm mạnh, còn điểm yếu? Điểm yếu của em như là da đen, nhút nhát, nói chuyện hay rè, ngủ hay nghiến răng. Nghiến răng có nghiến vợ không anh? Không. Hết chưa? Hết rồi đó, em gái nghe thấy sao? Dạ, cái đó thì cũng có thể khắc phục được. Rồi, mình cũng đã gãy đổ một lần rồi ha. Thì bây giờ mình mong muốn tìm một người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em muốn tìm một người biết quan tâm, biết chia sẻ, biết thương vợ con. Đừng có ăn chơi, đừng có nhậu nhẹt. Vũ phu. Anh ơi, có vũ phu không em? Dạ không ạ. Chắc không? Dạ chắc. Em có vũ không lại bên này đâu. Còn gì nữa không em? Đừng nói nhiều. Anh tính chậm lắm em ơi. Nhưng ngoại hình? Ngoại hình thì cao hơn em đi. Da đen, ngăm ngăm dễ thương. Rồi, thấy cái bộ này bao ăn luôn. Cao là cao cỡ bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Em cao 1m65 chị. 1m65 là bên kia phải cỡ 1m7 à? Hơn. 1m7. Được không? Được. Rồi, còn gì nữa không? Tóc tai, tóc tai gọn gàng, nói chung là phải sạch sẽ, thơm. Phải thơm, thơm hả? Lạ đúng lắm rồi. Nha. Cái này hồi em hửi coi thơm với anh chưa dám hửi. Tròn tròn, mỏm mỉm em thích. Ôm mới sướng. Đó. Đó, chuẩn vậy đó, bên kia thấy sao, đáp ứng được bao nhiêu được phần trăm? Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng cũng được 70%. 70%. Dữ ha. Còn em yêu cầu bên đàn gái thế nào? Dễ nhìn, biết quan tâm lo lắng gia đình là được rồi.
Mẫu người các giống chị các tương là được rồi. Có điều gì em không thích ở người phụ nữ không em? Dạ, em không thích phụ nữ là đua đòi, lăng nhăng hay nhậu. Có nhậu mà em? Dạ, dạ thỉnh thoảng cũng đi đám cưới hay gì là cũng uống một chút ít. Karaoke rồi ha. Mặt đỏ hồng hồng cái nhìn rất xinh xinh. Trời ơi. Hát nó mới phiêu. Ừ, hát nó mới phiêu. Đúng tôi rồi. Thấy cô này nha, đến qua anh coi trước là gái của anh sao. Trời ơi, dễ thương quá. Nhắm vũ phu nổi không? Không nổi đâu, không nổi đâu. Anh mình đã nhìn khô à. Chắc về chắc em ăn hiếp ảnh quá. Thôi ăn thôi đừng có hiếp. Nghe chưa? Sợ đúng hết rồi. Ăn thôi nha. Bên kia còn bên kia ngược lại. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Em ghen dữ không? Ghen nhưng mà ở mức độ vừa phải, với lại mình phải để cho người ta ghen mình có giá. À, đúng rồi. À. Có thích sự lãng mạn không? Dạ thích. Anh có lãng mạn không anh? Anh hả? À, đôi khi cũng lãng mạn, đôi khi cũng lãng nhắc. Em có tật xấu gì không? Em thì dễ giận lắm, khó chịu. Ai mà bỏ đồ lung tung là em bực mình á. Em là thích sự gọn gàng, ở dơ là em ghét lắm. Mình đây thích thơm. Ừ, em thích thơm mà. Chút hửi thôi nha, thơm nha. Nha, kéo màn lên cái nhà qua hửi liền nha. Ví dụ này quan trọng lắm chứ bộ. Trời ơi. Ủa, thí dụ bây giờ lấy nhau rồi à, thí dụ làm dâu, em có làm dâu được không? Dạ được, em cái đó là nữ công gia chánh thì em làm được chị. Rồi để hỏi coi là hẹn hò sao? Dạ chào chị. À, bạn gái ở xa xa vậy em có ngại không? Dạ không chị. Rồi em lập kế hoạch tính là hẹn hò như thế nào? Chắc ngày nào nghỉ em chạy lên trển. Mà bao lâu mới được nghỉ một lần? Thứ bảy chủ nhật. Mình có phải làm dâu gì không em? Chắc không chị. Nếu bây giờ mình lấy nhau thì mình sống ở đâu? Hai vợ chồng sống riêng hay sao? Sống ở nhà mà anh em ở với mẹ với ba. À, thì có nghĩa là giờ lấy vợ về là ở chung với ba mẹ luôn đúng không? Dạ. Về làm dâu rồi đó. Vậy ta hỏi có làm dâu không? Nói không. Trời ơi ông ơi. Vậy để hỏi cô có chịu về Biên Hòa ở luôn không? Sau này mình giờ đến nhà chồng ở là mình bỏ chỗ của mình đi theo nhà trai em chịu không? Nếu mà cưới thì mình phải theo chồng chứ. Chấp nhận luôn đúng không? Không? Rồi. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ nữa không? Vậy rồi. Đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi. À, ở nhà ba mẹ em có khó không? Dạ không. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ có thể cuối năm hoặc đầu năm sống được. À, mình có muốn lập kế hoạch là sinh con trai hay con gái gì không? Gia đình có yêu cầu không? Dạ không. Ok chị được rồi. Thôi bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân đi. Sao cũng được hết trơn á trời. À, không có yêu cầu gì hết trơn. Em gái em có đi với ai không vậy? Dạ em đi với em gái của em ạ. À. Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường và chào toàn thể khán giả trường quay ạ. À. Em là em gái của chị Triều. Dạ nhìn anh bên đây thì anh cũng dễ thương, cao ráo, đẹp trai. Còn chị của em thì em cũng nói luôn, chị em là người phụ nữ của gia đình. Gọn gàng, sạch sẽ, chăm sóc gia đình rất là tốt. Em muốn nói gì với em gái tương lai không? Nếu mà anh với em, anh với bà chị của em á tiến đến được với nhau á thì anh cũng cố gắng để chăm sóc chị em nó đến cuộc đời này. Trai đi với ai? Dạ em có đi với chị với lại chị, mẹ. À, có chị với mẹ nữa. Chào cô. Chào Quyền Linh, Cát Tường. Dạ. À. Tôi thấy được. Thì ví dụ bây giờ còn duyên nợ hai đứa đến với nhau rồi hẹn hò thì tiến tới thì cô cũng mừng. Cô có yêu cầu gì bên đàn gái không? Không, cô cũng dễ lắm, về cũng không có làm dâu gì hết á. Thì chị thấy em gái bên này cũng được á Nam, chị thấy hợp á. Rồi cảm ơn gia đình bên Nam. Bây giờ kéo màn lên hai bạn gặp mặt ha, rồi tự quyết định. Tôi qua đi Nam. Chào anh. Chào em. Này em có món quà tặng. Rồi. Tự nhiên. Rồi cái hoa đó em mua hay là em làm vậy? Dạ em mua. Dạ. Khoan, đứng yên. Xích vô, nó quay mặt vô nó. Rồi nó hửi đi. Dạ thơm. Hả? Thơm. Thơm hả? Chưa hửi sao thấy thơm? Hoa thơm. Trời hoa thơm. Thiệt tình luôn tính. Ồ, ảnh hay người sao? Cũng thơm thì... luôn. Hả? Người cũng thơm. Thơm mùi nắng. Thôi chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau. Anh thấy em như thế nào? Thấy em cũng dễ thương. Tròn tròn không nhiễm. Tròn tròn. Em thấy anh dễ thương. Da đen, đúng cái gu em chọn. Em thấy anh mặt anh thế nào? Người ta nói hay nói anh là mắt hí, mắt nhịn gian gian. Không, gian gian thì đối với ai chứ em thấy cũng bình thường. Dễ thương mà. Có nét cái đó là cái ưu điểm riêng của mình. Anh biết hát không anh?
Anh biết hát dở. Hát dở hả? Làm luôn, làm luôn. Làm luôn đó. Đi, ta hát, hát hay không bằng hay hát mà. Ừ. Tiêu rồi. Này người yêu dời thương, em như muôn hoa say sưa ngát hương nồng, điểm tô cho lòng anh, đêm mong đêm bao ý thơ. Dạ, xin hát anh. Được mà, hay mà, ok. Hay hả? Hay mà. Hát chay vậy là ok rồi, anh Quyền Linh. Không, hay thiệt. Không, hay mà. Vậy luyện karaoke mỗi ngày thôi, có gì đâu. Mình bàn tới chuyện hẹn hò yêu đương đi em. Một tuần anh lên em được mấy lần? Nếu anh rảnh giờ nào anh đi giờ đó. Anh dự định tương lai anh cưới vợ thì muốn mấy con anh? Anh hả? Muốn sao cũng được. Em thì hai con là được rồi. Có nếp có tẻ thì vui. Còn con gái cũng vui, mình mua sắm cho nó dễ thương, em thích. Nè, em dự định khi nào mình kết hôn được? Cái đó thì do hai người tìm hiểu nhau. Em cũng mất mát cũng nhiều lắm rồi. Giờ nếu mà có người chia sẻ, quan tâm em, lo lắng cho em được thì em có thể đi đến hết cuộc đời này. Anh cũng có một lần gian dở với em, thì mình đã gặp nhau cũng một cái duyên. Hay cho nhau cơ hội. Dạ. Hết thời gian luôn. Cặp này anh thấy cũng hiểu nhau rồi đó ha. Cũng hợp lý. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại xem từ nãy giờ chúng ta nói gì, cảm nhận có phải là một nửa của nhau hay không. Rồi chúng ta bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai em nha. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi hai đứa. Bây giờ mới là bây giờ mới là coi như thơm hay không nè. Hôn đi em. Để nguyên. Đẹp đôi quá. Rồi, bạn gái hôn bạn trai coi. Thơm không? Thơm chưa? Thơm rồi. Hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn sẽ cảm nhận được một sự lãng mạn và hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Nắm tay được vậy đi. Nghề nghiệp là quản lý nhà nghỉ. Công việc hiện tại của em là giữ nhà trọ cho mẹ. Một bên thì giữ nhà trọ, một bên thì quản lý nhà nghỉ. Nếu em có chút gì đó rung động gì anh thì hãy bấm nút đỏ phía sau cái ghế á. Rất là không, dễ thương. Hai người rất dễ thương. Chúng ta mong những điều tốt đẹp đến với cặp đôi đầu tiên quý vị. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Đến với cặp đôi thứ hai thôi. Đúng rồi. Hả màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương nghe luôn nha. Mời bạn. Dạ, đầu tiên xin chào quý vị khán giả, anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn bên cạnh. Bình tĩnh. Em tên là Nguyễn Thế Hiển, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là quản lý nhà nghỉ. Bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh và chào các vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thế Vi, năm nay em 23 tuổi, em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là buôn bán tại nhà với giữ nhà trọ cho mẹ. Một bên thì giữ nhà trọ, một bên thì quản lý nhà nghỉ. Ủa sao có sự trùng hợp vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là dễ bắt chuyện với người khác, nhiệt tình, với lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, với lại em giữ tiền rất là giỏi. Giữ tiền rất giỏi. Mẹ cũng đưa cho em giữ tiền đó. Vậy hả? Đó điểm mạnh hay điểm yếu vậy? Dạ điểm mạnh đó. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì hơi nóng tính, với lại em mua nắng rất thường, lúc vui lúc buồn vậy đó. Bạn trai này, điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích thương người. Thương người. Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Hả? Trời, hai bạn nào cũng nóng tính luôn hả? Hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà quay qua làm chuyện khác thì xíu là quên liền. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu ngồi rồi khi ngồi rung quá đúng không? Dạ rung đùi. Này đâu có sao, nhiều khi cái tâm lý mình nó ấy, mình làm gì cho nó đỡ rung thôi à.
À, tình trường của hai bạn thì sao, bạn gái? Em thì có hai mối tình rồi. Mối tình mới đây thì mới chia tay được một năm. Thì yêu cũng 3 năm. Nhưng mà yêu xa, cái ghen quá là không tin tưởng và chia tay. Ồ, xa là ở đâu lận? Thì bạn ở thành phố, em ở Bình Phước. Ủa, hiện giờ là em trai là đang ở đâu? Em thì ở Tân An, Long An chị. Rồi bây giờ mình dự định là hai bạn nếu mà yêu nhau, mình hẹn hò với nhau làm sao? Bao nhiêu lâu gặp nhau một lần? Có thể bốn, ủa có thể một tháng gặp bốn lần cũng được. Tưởng là bốn lần. Được không em? Tháng bốn lần là được không em? Dạ được. Bên đây kia hai mối tình, bạn mấy mối tình? Dạ em chỉ một mối tình thôi à, kéo dài khoảng 4 năm. 4 năm? Lý do tại sao chia tay? Thì bên em phát hiện bên đàn gái chuyện nhỏ nhặt gì không đáng, cũng đem những lời nói không hay là chia tay rồi đòi này đòi kia, rồi em nhắc nhở nhiều lần rồi cứ tái phạm hoài nên em thôi em chịu không nổi nên quyết định chia tay. Chỉ có vụ đó thôi đó hả? Coi như là hở cái chia tay, hở cái chia tay hay chuyện em... nhỏ không đáng cũng nói những câu không hay thôi. Bên kia nhớ nha, nói một lần thôi. Dạ. Nói nhiều lần quá cũng mệt, ta gọi là càm ràm đó. Có giận hờn từ từ giải thích ha. Rồi. Hôm nay bạn gái muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là quan tâm em, chăm sóc em, chứ lại nhường nhịn em chút. Có không em? Cái chuyện đó em làm được. Làm được. Còn gì nữa không? Ngoại hình thì em thích bạn nam cao 1m65 đến 1m7, lại cao to đen mà không hôi. Ủa gì từ cao to đen mà không hôi, bên kia sao? Cao có, to có luôn. Đen. Đen, không được đen lắm. Mà không hôi. Hả? Mà không hôi. Hôi, chờ chút biết. Chỉ của em mới kiểm tra được thôi. Mình có cái mơ ước gì đặc biệt không em? Dạ có, em là hồi từ nhỏ rồi. Tính lớn là em ước là 24 tuổi lấy chồng. Em ước 24 tuổi lấy chồng. Năm nay 23 rồi. Dạ đúng rồi. Hỏi bên kia coi được không? Anh thấy được không anh? Ừ, dạ được, ủa cũng được, được á, được. Có năm nữa đó, ước muốn lớn nhất cuộc đời người ta là muốn 24 tuổi. Dạ kẹp, về bạn gái thì một năm tìm hiểu rất đủ rồi. Nếu muốn cưới giờ nào cũng được. Nhà cửa rồi đủ hết rồi ha. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái của em thì yêu cầu của em đơn giản à. Ngoại hình thì cũng tương đối, không ốm, không mập, nhìn cũng được, được, tròn tròn thôi. Có gì em không thích ở người bạn gái không? Em chỉ không thích người bạn gái là toan tính ở núi này mà trong núi nọ. Đem chuyện ở nhà người già ra, ở trong nhà ra nói chuyện ngoài á. Mới đi bên ngoài thì không thích. Mình có mấy cái tính đó không em? Không, em không thích nhiều chuyện. Rồi để tôi qua tôi coi. Càng to càng tốt. Càng to càng tốt. To. Cũng tốt. Chà, to quá. Có hơi đen đen. Hồi hồng chưa biết. Ủa sao em dễ quá vậy? Em chọn vợ là sao cũng được hết trơn vậy hả? Mình không có đặt ra cái tiêu chí người phụ nữ như thế nào hay cái hình mẫu lý tưởng em cũng có em? Chỉ cần là lễ phép với gia đình em là được. Hiện giờ em đang sống với ba mẹ. Ba mẹ em có đưa ra cái tiêu chuẩn gì không hay là có... Không, chỉ cần thương chồng, thương con rồi biết chăm lo, sắp sóc gia đình. Rồi mình có cái định hướng tương lai mình kiểu như mình giảm bớt rồi gì không em? Dạ có. Em đang chơi game à. Đang chơi game á hả? Dạ. Khi chơi nhiều mà sao khi chơi được nhiều? Lúc trước thì em cần lắm nhưng mà người ta hay nói là em tròn. Thôi nói chứ tròn tròn gì được rồi. Dễ vấn đề là mà. Ốm chút xíu để giữ sức khỏe thôi ha. Để anh Quang coi mắt đàn gái coi sao nha. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Ha, anh ở bên đây anh bự hơn em đó, em sợ không? Ừ, gấp đôi em không? Gấp đôi gấp luôn. Đôi đó. Gấp ba luôn á. Được. Trời ơi. Ủa sao khoái vậy hả? Ủa sao không thích người phải bự hơn em? Ôm xuống như là ngủ ấm ấm. Không có đâu, cái này ngủ không ấm mà em ngủ mà lỡ anh gác cái là em dẹp luôn đó. Nhưng mà giờ làm dâu á, lo không? Không. Cô này giỏi mà. Trời. Nhưng mà qua đây á, ở nhà em cái thú của em là giữ tiền, thu tiền, mẹ giao. Qua anh kia chưa chắc là giao tiền cho giữ đâu, buồn ha. Anh giao tiền em giữ mà anh. Anh đó tất cả những gì là thuộc về anh là thuộc về em hết. Trời ơi. Ổng gan quá à. Nói đi nha. Ổng biết, ổng hỏi ba mẹ ổng chưa. Hỏi ba mẹ chưa. Ổng dám nói giao cho vợ hết. Hôm nay có đi với người thân không em? Dạ có, em đi chung với ba mẹ và cậu à. Trời có ba mẹ với cậu luôn, khỏe luôn. Xin kính chào tất cả mọi người trong khán phòng. Xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ, cảm ơn và chú. MC tài năng Quyền Linh. Tôi là ba của Thế Hiển. Dạ, em chào hai bé. Là cô bé bên đây là ba mẹ rất là dự ý. Đó, còn ở Duyên thì tính sao ha. Để nhận xét riêng về cháu Hiển thì ở nhà thì có cái ưu điểm là biết vâng lời cha mẹ. Phải là ai đăng ký cũng lên đây được. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Được thì
người lớn sẽ đi tới, tiến tới và sẽ lo cho các con đầy đủ. Tuyệt vời. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và bạn thân ạ. Có mẹ luôn hả? Chào cô. Chào cô. Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng quý vị. Thí Bi có những cái ưu điểm là rất là ngoan và lo cho gia đình. Chứ khi ta muốn làm một việc gì thì ta rất là cẩn thận và suy nghĩ. Về khuyết điểm thì Thí Bi nghĩ con một cho nên hơi nhõng nhẽo, thích sự chiều chuộng. Dạ. Cô nhận xét anh rể tương lai bên bển sao ạ? Nhìn chung thì cũng được, cũng xứng đôi. Nhưng mà chuyện tình yêu thì do hai đứa thôi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay hai bạn rất hạnh phúc khi có sự chứng kiến của hai gia đình hai bên. Còn bây giờ điều gì đến sẽ đến. Chuyện của các bạn tự quyết định nha. Người lớn đã có ý kiến rồi. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Món quà anh tặng cho. Cảm ơn anh. Anh với anh sao? Dạ, giống mọi người em thích á. Anh thấy em sao? Nên em cũng dễ thương. Em hơi nhõng nhẽo được không? Càng nhõng nhẽo càng thích. Cái món quà này là ý nghĩa gì vậy em? Đây là em nhà trọ. Em muốn sau này là nếu mà thành vợ chồng thì sẽ vững chãi, tình cảm sẽ vững chãi một ngôi nhà đó. À, cái này em mua hả hay không, làm? Em làm. À. Rồi hai bạn nói chuyện với nhau đi. Ví dụ yêu xa vậy anh có ngại không? Không, anh cũng ít khi đi chơi nhưng mà xa vậy cũng không sao. Có gì mình tìm hiểu thêm về biết thêm. Dự định đám cưới xong mình làm gì? Thì nếu mà cưới xong thì cũng không được đông mệt. Ở đâu? Ở đâu thì tùy vợ mình quyết định, đâu cũng được. Ở đâu có anh thì ở đó có em là được rồi. Trời ơi. Ngào quá trời quá đất luôn. Dễ thương em gái, dễ thương quá. Nhõng nhẽo ghê, ở đâu có anh là có được đúng. Ở đâu có em là có anh đó mà. Rồi rồi định kế hoạch sinh con sao? Ước mơ của em là 24 tuổi lấy chồng rồi có ước mơ gì sinh con không? Em nói với anh trai gái gì nói luôn đi. Em thích ba đứa, một trai hai gái. Nói với anh, nói với anh, có anh chịu không? Chịu không anh? Em sẽ đọc, em sẽ chơi một đội bóng cũng được. Chứ đội bóng không xanh không nổi đâu. Nhà dư mà. Dư. Em hát bài gì tặng quá kìa. Giờ em hát một đoạn thôi ha. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường khuya vẫn chưa mở lối. Thôi vậy. Mở mở liền. Mở lối ra liền. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, kế hoạch đồ mình có hết rồi. Bây giờ mình nói cái cảm xúc của mình ngày hôm nay, gặp nhau mình thấy đối phương như thế nào. Nhìn thẳng vào mắt cổ. Bữa nay lên đây anh cũng có cho mình một cơ hội rồi đó. Thì nếu em có chút gì đó rung động với anh thì hãy bấm. Bấm nút đỏ thôi. Thì bấm nút đỏ phía sau cái ghế á. Rồi cùng anh nắm tay anh đi hết đoạn đường. Còn chỉ nút đỏ nữa. Thôi được rồi. Ôi, thật là dễ thương quá. Đặt tay vào nút đen. Cái nút quá. Đỏ này nha. Anh đúng. Kêu bấm nhưng mà mình có thích mình mới bấm nha. Đừng có nghe anh suối nha. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn, bấm hay không bấm là quyền quyết định các bạn. Nhưng khi chúng ta đã chọn bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái bấm nút của mình. 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tuyệt vời. Hợp lý. Nào, nắm tay mày đi. Mày tới me tới mét cái cưng. Nắm sao tay mà em kiếm cái gì vậy? Hả? Dễ thương quá. Bây giờ xin phép mẹ hôn bạn gái một cái. À, đúng rồi. Cho con hôn. Cho con hôn bạn gái. Bạn gái ai? Bạn gái của bác gái. Cái gì? Bạn gái của bác gái là sao? Cho con hôn bạn gái của con. À. Cho con hôn bạn gái của con cái nhà bác. Đó cho rồi. À, em cho. Cho em cho. Từ từ để lâu lâu, để lâu lâu để đó. Để nó chụp tấm hình. Bác gái,
Dạ. Bác có thể hai bà xui nói chuyện nhau chút xíu thế nào? À, bác gái rất là xúc động ha. Ở sắp sửa làm xui rồi. Dạ. Mình về. Dạ. Theo duy cho hai đứa con. Dạ. Hy vọng là chị em mình tiến gần hơn và kết nghĩa xui gia lâu dài. Dạ. Quá tuyệt vời. Chà, tôi nổi da gà hết vì giây phút này linh thiêng quá. Gái thấy sao gái? Cảm nhận như thế nào? Dạ em rất là vui ạ. Em rất là vui ha. Vui. Cố gắng nắm bắt cái nhân duyên này nha. Dạ. Hy vọng là em sẽ đạt được cái mong muốn ước mơ của mình. Chúc cho hai em mau sớm làm đám cưới, mau sớm có tiếng trẻ em. Nhà này bự lắm, đông người ở nha cơm. Đây. Cảm ơn các em. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nào nắm tay đưa bạn gái đi. Đi hẹn hò, đi xem phim. Một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Khó luôn. Biết chăm sóc gia đình hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, phải cũng phải biết chia sẻ. Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình. Và bây giờ trước khi đến phần ẩm thực, chúng ta sẽ đến với hai người chơi ngày hôm nay. Chàng trai đã ngồi đây từ nãy giờ rồi. Bây giờ các tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào. Và chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Đây, 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 rồi, ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Xinh quá, quá xinh. Chào em. Trời ơi, hôm nay bảnh quá ta. Giới thiệu một cái đi nè, mình tên gì nè? Là tên là Nguyễn Viết Anh, sinh năm 91, quê thì ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Đầu tiên chủ yếu là đi chạy xe, còn thứ hai ở nhà làm vườn bán trái cây rồi. Làm vườn là làm cái gì? Là làm vườn nghĩa là trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ, bơ, sầu riêng, cà tiêu đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Hôm nay tại sao chọn bộ đồ đẹp quá vậy, ấn tượng quá vậy, lý do? Ở trên đó thì của Tây Nguyên, phong cách đẹp. À, biết mình là dân Tây Nguyên đúng không? Mà nó nghe nè, một cái này hơi sai. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm. Người ta nói tiếng vọng qua núi đồi. Em ơi! Trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung quá. Nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Rồi, chào em gái, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Nga. Em sinh năm 1990. Em đang sống và làm việc ở Đắk Lắk ạ. Em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Mình ở chỗ nào? Hai bạn trao đổi xíu coi có gần nhau không? Bên đó bạn ở chỗ nào nhỉ? Thị trấn EK. Mình thì ở Gia Nghĩa, gần công an tỉnh á. Mình chưa đi qua Gia Nghĩa. Biết chỗ đó không? Cách nhau cỡ bao khoảng bao nhiêu? 200 cây ạ, xa. Trời, trong cùng Đắk Lắk luôn mà xa vậy đó hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Và hiện tại bây giờ thì em đang ở cùng với mẹ. Bên đây nói chuyện lớn hơn em nè, to rõ hơn em nè, ta đúng dân miền núi rồi đó. Bây giờ bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi, có ngại gì không? Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình với... có chịu bên này hay không thôi. Giờ muốn là người ta làm dâu hay là muốn là đi ở rể? Thì tùy bên đó thôi. Rồi nếu đi rồi ai trồng cây, ai trồng, ai buôn trái bán trái cây? Cái đó là thì ở nhà thì bố mẹ lo rồi. Rồi thì mình hỏi trước vậy đi cho nó thoải mái, cho các bạn dễ trò chuyện ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Em rất thích làm những cái loại bánh, thích làm những cái loại bánh lạ để cho mọi người trong gia đình có thể thưởng thức. Điểm yếu của em là chưa được quyết đoán, hay quên. Có thể là vừa mới nói xong, có thể là đã quên luôn rồi. Trời ơi, rồi trong công việc thì sao? Có những cái mình bắt buộc phải nhớ thì mình sẽ làm những cái tờ giấy note hoặc là mình phải ghi lại trong sổ tay. Bên này khí hậu trên núi trong lành bởi vậy da dẻ rất là đẹp, má ửng hồng. Bên đây sao cũng trên núi mà đen dữ. Do làm nhiều quá. Cũng cùng trên núi xuống mà sao ngược quá. Em xuống đây hồi nào? Em xuống 8 giờ tối. À, hôm qua, xuống hôm qua. Còn em xuống đây hồi nào? Dạ, em cũng đi tối hôm qua. Rồi, vậy là cũng cùng với nhau ha. Mấy đâu hồi mình về chung với nhau cho nó vui. Rồi tình trường sao nè? Cũng được một mối tình và cũng chia tay được 2 năm rồi. Có một mối tình à? Có
quen cũng được một năm. Em thì đi chạy xe, còn là tài xế, không chăm sóc được người ta, rồi thì người ta có mối tình người khác thì người ta đến thôi. Rồi, còn bạn gái? Em thì trải qua được hai mối tình ạ. Lâu nhất thì kéo dài được khoảng hơn 2 năm. Lý do chia tay thì em nghĩ là một phần là cũng do em cũng chưa được quan tâm, cũng chưa được hiểu bạn ý, bạn nam ý nhiều, dẫn đến là những cái xích mích không đáng có. Mối tình sau này thì một phần là cũng do khoảng cách. Khoảng cách là sao? Em ở đâu? Anh ở đâu? Trước khi chuyển về Đắk Lắk thì có một thời gian em sống và làm việc ở Hà Nội. Và sau này về một số lý do gia đình nên là em chuyển vào trong Nam. Vậy thấy xinh quá mà, tại sao không ai đeo đuổi? Vì cái công việc em cũng mới bắt đầu lại từ đầu. Một phần là do em cũng bận quá nên là cũng không đi chơi hay hẹn hò được nhiều chị ạ. Rồi bây giờ thí dụ có bạn trai rồi, mình có sắp xếp thời gian để dành cho bạn trai để tìm hiểu nhau để mà tiến tới hôn nhân được không? Dạ, bây giờ là thật sự là rất là muốn tiến tới hôn nhân rồi. Rất là nên muốn. Nên là cũng muốn tạo điều kiện cho cả bản thân mình với lại bạn nam nữa. Rồi bạn trai mà nhỏ hơn mình tuổi thì em có ngại gì không? Dạ, nếu như mà nhỏ hơn nhiều quá thì mới ngại, chứ một tuổi thì chắc là cũng không sao vấn đề cả. Gì ha. Dạ. Nhiều cũng không vấn đề nữa, anh tôi thích thì không thích thôi, mà thích rồi là không có vấn đề, không thích thì đủ cả vấn đề. Dạ. Đúng không? Đã không thích rồi cỡ nào cũng có vấn đề hết trơn á. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu bạn trai là một người quyết đoán, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ. Cao hơn em, chắc tầm khoảng 1m7 trở lên. Dạ. Cao được nhiêu cân? 1m75. 1m75? Wow, dữ rồi. Chỉ như vậy là được rồi ạ. Chỉ cần cao thôi. Dạ. Rồi tóc tai, rồi quần áo, mặt mày không cần thiết. Nếu như mà mập mạp một chút thì càng tốt. Lần này cũng không được mập. Có gì thì cả hai sẽ về. Làm bánh cho anh ăn là ok. Rồi bên đây, mình mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Có luôn. Biết chăm sóc gia đình cả hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, rồi cũng phải biết chia sẻ. Chị thấy bên này tuy rằng nhỏ tuổi hơn một xíu nhưng mà thấy rất là chững chạc, rất là đầm tính. Em có đem hình ảnh gì của em theo không? Cho chị coi. Trời ơi, cái hình gì mà đông người quá vậy, rồi sao ta kiếm ra? Trời ơi, kiếm ra được, tôi khen hay luôn á. Cho người ta một cái gợi ý đi nè. Đang ngồi hay như thế nào đó? Đang ngồi, trời ơi, có ba anh ngồi hài rồi, kiếm đi. Ngồi đầu tiên. Quá dễ. Tìm cô ấy đi, cho người ta một cái gợi ý rồi nè. Em khá là gần màn hình. Trời ơi, khá gần màn hình. Khá gần màn hình, hai ba cô gần màn hình luôn. Rồi, tìm đi. Theo cái giác quan của mình, trực giác của mình xem ngày hôm nay mình đang ngồi đối diện với anh chàng nào đây? Đâu, em đoán ai? Dạ, em đoán anh này ạ. Lý do? Anh nghĩ là một trong ba anh ngồi ở bên dưới. Em nghĩ là người ở giữa thì cái khả năng phần trăm đúng nó cao hơn. Em cảm nhận như vậy thôi ạ. Em sát bên mở hình ở bên này. Tại sao chọn cô đó? Tại vì là chắc có lẽ người chụp hình thế nào rồi họ chắc đứng trước sao. Ok, bây giờ chúng ta đã dự đoán được cái người ngồi đối diện với mình rồi ha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem cái phần dự đoán của mình hôm nay có chuẩn xác hay không nha. Đúng không em? Dạ đúng. Em đúng hả? Dạ. Em là ngồi chính giữa đúng không cưng? Hay quá, người ta phụ nữ người ta nhạy cảm không? Đoán cái trúng liền. Đâu? Khổ đâu? Bạn là một tay. Nhìn kỹ cổ coi. Trời ơi. Bên này. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn á. Tại vì không biết được. Vẫn nhìn ở ngoài đẹp hơn là trong hình. Ngoài đẹp hơn trong hình. Rồi, cảm xúc dạ, đầu tiên cảm ơn. Của hai bạn khi mà mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc của mình như thế nào? Mình thấy bạn ở trong này với ở ngoài là mình thấy bạn thì ngoài xinh gái hơn và chững chạc hơn. Này sao đây? Trước khi vô câu chuyện người ta nói là họ đứng lên cao 1m75 cho người ta thấy đàng hoàng, thấy không? Ôi hai người này cao dữ. Giờ mình thả ra luôn rồi. Cái này là trái cây nhà chồng hết đấy hả? Dạ. Có phun thuốc không? Dạ không. Trời ơi còn qua 8 lớp bịch ni lông nữa. Ủa? Đây là tiêu. Trời ơi, tặng qua cho cổ thì đưa qua cho cổ đi. Đây là tiêu bạn nam mới vừa tặng cho trời em ạ. Trời ơi, tiêu đừng nói tặng điều nữa nha. Tiêu này không được, về nấu mấy món lẩu
gà ác đồ này kia đó ha, tiêu xanh này bỏ vô ngon lắm. Tại tại vì gần Tết đó thì cỏ này đúng mùi chân mới hấp dẫn. Xoài, trời ơi chảy nước miếng luôn à trời. Trời, tôi tưởng đâu là ngày ngày đầu tiên đến gặp mặt thì mình cũng có món quà bạn. À vậy được rồi. Rồi ngồi xuống nha hai bạn. Rồi. Như bạn là làm khoảng vào ngày thứ mấy hoặc như nào? Mình thì là một tháng sẽ được nghỉ 4 ngày, không bắt buộc là vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Dù nghỉ 4 ngày một lượt 4 ngày luôn được không? Dạ được ạ. À, có nghĩa là tháng là 4 ngày phép, muốn nghỉ ngày nào thì mình cứ xin trước. Đúng rồi ạ. Vậy cũng được, dễ tiện à, nhiều khi hẹn đi chơi đâu lâu lâu xa xa mình đi hơi 4 ngày luôn cũng được. Ở dưới AK thì mình có bà chị ở dưới đó, cũng dễ mình qua ghé lại cũng được. Thế thì tiện cho việc đi lại với lại ở chơi hơn. Nhưng mà ví dụ như bạn mà rảnh thì mình bạn là xuống dưới mình đi chơi được hay là như thế nào? Cái này thì mình nghĩ là do cả hai sẽ tự thỏa thuận sắp xếp với nhau. Có nghĩa thì mình chưa xuống bao giờ cả. Thì cũng hơi khó để chờ. Thường là bạn trai phải tới chỗ bạn trai gái chơi trước. Rồi khi nào mà yêu nhau lâu mà này kia rồi lúc đó đó thì bạn gái người ta mới biết là mình mới đưa bạn gái về nhà mình chơi, về quê mình chơi. Rồi khi nào người ta nhớ quá là mình bận mình không đi thăm người ta được, ta sẽ thăm mình. Còn đầu tiên lúc mà hẹn hò thì bạn trai phải qua đón bạn gái chứ. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thân gái dặm trường đường xá xa xôi một mình ta chưa đi sao ta biết đường đi? Không phải là em nói là bên đó muốn đi thì em xuống em dẫn xuống nhà chơi có được không? Được chứ, thì quen nha, ăn thua tình cảm thôi. Đúng không em? Dạ. Rồi dạ dạ nhanh lắm. Thôi bây giờ chị Tường để cho các bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Nhiều khi chị Tường ngồi đây hơi ngại ha. À, mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. À, các tôi xin mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô và bánh xếp hẹ chiên, dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon của nhà hàng Mr. Light, vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự nhiên nha, ngon miệng nha cưng. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Mình mời bạn nhé. Mời bạn thôi, ăn trước em. Vậy là nhà mình là có mấy anh chị em nhỉ? Nhà mình là có ba anh em, mình là con trai trưởng, còn có một em trai á, làm đại học xây dựng Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ như bên bạn mà đã muốn đến tình nhân kết hôn là sao? Muốn kết hôn là mà hoặc như thế nào là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Có nghĩa là bạn có muốn làm vợ của mình đúng không? Là bạn muốn về bên mình hay là mình về bên bạn hay như thế nào á? Bản thân mình thì mình thích ở gần với gia đình, gần với mẹ mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì mình chỉ có một mình mẹ thôi. Vậy thì mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như là ở dưới nhà việc nhiều á, ở dưới này là một tháng đến sau mình ở trên kia một tháng hoặc là nửa tháng gì đó được không? Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì là công việc thì ai cũng có công việc. Cái quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Còn mà ví dụ như ở trên nhà thì có làm cà làm gì không? Nhà mình thì không làm dãy. Mình thì ở nhà còn vườn đồ có mà mình, bây giờ hiện tại là ở với bố mẹ. Mình chưa ở riêng ra. Cũng khó một cái là ở nhà là công việc là khi nào mình phải làm cả. Nhất thứ hai nữa là bên bố mẹ là cũng già yếu rồi, không làm được. Thì có lâu lâu có công việc gì là mình lên hoặc là gì đó thì đơn giản thôi. Trời ơi, sống ăn miếng nào hết trơn vậy? Ừ, nói vô chương trình không cho ăn bị đói nữa. À, sao nghe chưa nghe tâm sự gì về tình yêu cảm xúc hết mà tâm sự toàn là công việc với gia đình không vậy? Dạ. Rồi thí dụ như giờ có phương án giờ em đi lấy chồng em theo chồng rồi em đem mẹ em theo luôn được không? Em và bạn nam ấy thì em thấy là nó hơi khó bởi vì là bạn nam thì còn có bố mẹ của bạn ấy nữa. Dạ, thế thì em không thể đem theo mẹ em được. Không, ví dụ là mình có miếng đất ngoài đúng không? Ra riêng, có nghĩa là bên đây ra riêng. Có chịu không? Nhưng mà ra riêng nhưng mà ở cái khu vực, cái dụ ở gì? Ở đây, Gia Nghĩa. Gia Nghĩa. Dạ. Có nghĩa là bạn này ở Gia Nghĩa, nhà ở trong nhà đã ở chung ba mẹ là trồng cây là bán trái cây. Nhưng mà bạn này có một lô đất riêng. Dạ. Bạn này ra riêng, xây nhà ở riêng. Thí dụ em đưa mẹ em lên ở chung luôn được không? Có nghĩa là đi em phải đi qua cái tỉnh khác. Nó cũng hơi khó nhưng mà em nghĩ là được.
Dạ. Đó là khó chỗ nào? Vì ý em nó ở chỗ đó quen rồi á hả? Dạ không, đó là mẹ em thôi chứ còn em thì em cũng đâu có phải ở một chỗ đâu. Đúng, đúng không? Mà ở đó mẹ là bà con cô bác nhiều hay sao, quen rồi nhiều hay sao? Dạ không, mà ở đấy thì chỉ có mẹ em và cậu em thôi. Thì ra đi với lại đi là đi lên ở chung gần con gái, ở chung với con gái là quá vừa nhấy rồi, có sanh nở gì cũng có mẹ phụ ở riêng mà. Bạn này cũng chỉ muốn là chạy đi chạy về lại phụ cái việc trồng trọt và trái cây đổi nhà thôi. Chị thấy vậy là quá ok rồi. Tại vì em lăng tăng, thật ra còn quan trọng cái chuyện tìm hiểu nhau nữa. Nhưng ở đây mình tính xa để coi có tiềm năng hay không. Trời ơi, đã đi lấy chồng nè, mà được ở chung với mẹ, đem theo mẹ, nhà trai ok, người ta gợi luôn. Chị thấy bên này có vẻ chịu lắm rồi đó. Quan trọng là tìm được cái người yêu thương mình và hiểu được cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận, san sẻ với mình. Còn bây giờ khó lắm em ơi, để mà yêu và rung động mà tìm thì đủ cái điều kiện mình đưa ra, khó lắm. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng mình muốn là đối phương phải đúng tiêu chuẩn của mình đưa ra, tìm hoài không có đâu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi với nhau ha. Mình sẽ bóc vài cái lá thăm ở trong này, rồi đọc lên những cái yêu cầu ở trong này ra. Rồi mời em gái đọc lớn lên đi ạ. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Người con gái mà lấy một người về lấy chồng á, không có nhất thiết là ở bên nào cả, nhưng mà như mình á, là mình nói một cái là bạn thì ở đúng ở xa, mình cũng ở xa, nhưng mà bạn mà đến được với mình thì mình sẽ những cái nhu cầu nào mình cũng sẽ cũng đáp được hết cho bạn thôi, là sợ mẹ bạn có khó tính hay không thôi. Nhưng mà dễ thì mình lấy trên đó cũng ở thời gian, hoặc là sau này mình về mình có làm một căn nhà riêng thì ở, rồi còn mình đi ra cũng có đi chạy xe nữa mà, đâu phải là ở nhà không đâu. Chị là thấy bạn này rất là nhiệt tình luôn á nha. Và chị là chị chịu rồi đó. Thời gian đầu người ta có thể lên nhà em ở luôn. Yeah. Rồi ổn định rồi đưa mẹ về dưới này, người ta có đất luôn. Thời gian người ta có xe, người ta đi đi lại lại với hai gia đình. Người ta mở ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà trả lời chưa đúng câu hỏi của chương trình. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Tiêu chuẩn nhất là biết nấu ăn, lo trong gia đình. Bề ngoài bề trong thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn xuống dưới nữa. Tự tin không? Rồi. Giờ chị hỏi thiệt nè, có thấy mến thích bạn gái bên này không? Có. Có, rồi. Nếu mai mốt rủi, ví dụ mai mốt mà lấy nhau về hoặc là yêu nhau thì phải kêu bằng anh em đúng không? Bây giờ em tự tin em kêu bằng anh em nói chuyện được không? Được. Thu nhập của em có ổn định để nuôi vợ con không? Có luôn. Thì thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập một tháng thì được 20 triệu. Còn chi phí còn mấy khác thì còn hơn. Cũng hơn là sao? Cũng hơn khoảng 50 triệu chứ. Trời ơi, từ 50 bỗng hạ xuống còn 20 vậy. Tại vì mình trừ hao phải không? Dạ. Trừ hao quá. Nói chung là người rất thật thà. Ok, rồi bây giờ tới riêng em nè. Tôi là tôi chịu anh này rồi đó. Đọc lớn lên. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng 1 to hay vòng 3 to hơn, vì sao? Trả lời luôn đi. Nói. Khó trả lời quá. Cái này khó trả lời quá. Cái đi. Nói chung là bên vòng vòng 1 đó là cũng bình thường. Còn vòng 3 thì cái này dùng khó. Sao khó? Tại vì giờ không nhớ, không biết nói. Không biết nói, giờ thích vòng 1 hay thích vòng 3? Thấy vòng 3 hơn. Lý do? Lý do là vòng 3 là... Đẻ nhiều hả? Vòng 3 là không phải vậy. Nhiều mà... cũng nhìn thấy cũng đối xứng thôi. Đối xứng thôi. Nói chung là cái gu thích vậy thôi, còn không biết lý do. Ôi, đừng ép tao quá, hồi nó xỉu luôn bây giờ. Hai người nhìn nhau 30 giây và nói với nhau mỗi người một câu nữa thôi. Hiện tại mình muốn nói điều gì? Anh em nha, mạnh mẽ lên. Lấy muốn hôn nhân về với anh thì em có chịu hay không? Thôi hỏi gì sao ta trả lời. Hỏi khó trả lời quá thôi, tùy ông đi. Có quyền hỏi. Cái này mình phải tìm hiểu. Em có muốn nói gì với anh không? Anh nghĩ một người con gái chỉ thiên về một bên gia đình thì có hẳn là một người phụ nữ tốt hay không? Nói như vậy á, thông cảm thôi. Như em á là nói chung là cũng có mẹ, một mình mẹ, cũng có một thời gian phải về bên anh hay là như thế nào nữa chứ. Dạ vâng, đúng rồi.
thế thì cũng chấp nhận được mà đâu sao đâu. Cái tấm lòng mà anh có nhưng mà cách diễn đạt anh không có tốt. Thật ra là anh hiểu hoàn cảnh của em. Tôi thông dịch viên giùm. Bữa nay người ta hỏi á, là em nhận xét như thế nào về một cô gái nếu mà cứ thiên về một bên, bên nội không hoặc bên ngoại không, thì đó có phải cô gái tốt hay không, hiểu không? Thì thật sự á, một cái cô gái tốt là một cô gái sống phải biết dung hòa, phải biết sắp xếp, nội ngoại đôi bên đều phải trọn vẹn. Mà bên đây thì bạn này trả lời một cái vế là em lo bên em là đúng vì mẹ ở một mình, nhưng mà lâu lâu cũng phải dùng cái từ lâu lâu cũng phải qua bên anh nữa chứ, như vậy cũng được. Có nghĩa là bạn ấy đều hiểu, chấp nhận được cái điều đó, đúng vậy không em? Đúng rồi. Bên đương nhiên mẹ hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ ở một mình thì mình đương nhiên phải lo cho mẹ. Mẹ ai, mẹ cổ cũng như mẹ em nếu mà chúng ta lấy nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu từng đếm 3 tiếng mà đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra nha. Đây là cái duyên của mình, tự mình quyết định. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hai người cùng bấm thì còn hồi hộp. Thật sự á, là chị biết á, là bạn gái có phần lăng tăng, nhưng mà em yên tâm, giống như chị nói mới là đúng. Một người chu toàn là mình phải cân bằng được hai bên. Nhưng mà may mắn là em tìm được một cái người mà người ta sẵn sàng để cho bên em nhiều hơn. Nhưng mà em cũng không thể nào vì cái ích kỷ cá nhân hoàn cảnh của mình mà mình không lo cho gia đình bên này. Chị nghĩ rằng anh chàng này là một anh chàng rất là chất phác, rất là thật thà. Chúc mừng hai em nha. Rồi một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Nói nhát thôi chứ hành động thì không có nhát nha. Đây, gửi em một món quà của chương trình để làm đẹp. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay nhau nè, ở cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lê Chính Thắng. Tường nghĩ là những ca toàn là những ca khó không à. Thật sự là Tường thấy hai bạn rất phù hợp, nhưng mà các bạn còn dè dặt và chưa tìm được tiếng nói chung, cho nên là trách nhiệm của bà Mai phải cố gắng hết sức để mà làm sao để các bạn ấy đừng bỏ lỡ cái duyên của mình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé. 8 giờ sáng thứ ba thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yeah, quyết tâm. Đầu tiên các Tường xin mời hai bạn trai bước ra sân khấu. Wow. Black and white hả? Yeah. Trời ơi, ở trong là satin hay là phi bóng vậy? Hôm nay em đi tới đây thì không nên nhắc tới từ bóng chị. Được rồi, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Mời hai bạn nam hướng mắt về phía trước. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Wow. Wow, ngày hôm nay là nhà gái em là có giá lắm nha chị Tường ơi. Nhà trai có hành, nhà trai có hành. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin từ những chàng trai của chúng tôi. Dạ. Chào em. Dạ vâng, em chào chị Tường. Em tên là gì? Em xin phép tự giới thiệu, em tên là Hồ Thanh Thiên. Wow, năm nay em 35 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, vùng đất kinh thành cố đô xưa. Gia đình em hiện tại thì đang sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì đang làm việc tại một công ty bất động sản ở quận Bình Tân. Rồi, chúng ta đồng hương nha. Dạ. Thế nha. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em, mọi người vẫn thường nhận xét em là một con người tử tế, chính trực, chu đáo, nhiệt tình và điềm đạm. Bên cạnh đó thì em cũng không có hút thuốc, không cà phê, không cờ bạc. Và em cũng có thể làm được hầu hết các công việc lớn nhỏ trong gia đình, như là sơn sửa nhà cửa, sửa chữa điện nước, đi chợ nấu ăn. Ngoài ra thì em còn có thể chơi được hầu hết các môn thể thao như là bóng đá, bóng chuyền. Hồi nãy em nói với chị lên đây không nhắc tới từ bóng mà. Dạ, rồi dạ. Em chơi banh, dạ. Dạ, đá banh, đánh banh bàn, bóng chuyền, banh gỗ, dạ. Tại sao ngày hôm nay em mặc cái áo màu banh quá vậy? Cái áo nó hơi banh bảy. Dạ, banh bảy gọi là mặc dù trong cái đen nhưng mà nó vẫn tỏa sáng anh. Tiếp tục, còn ưu điểm gì nữa? Có thể là tạm thời như vậy thôi chị, em thấy em kể cũng hơi bị nhiều. Điểm yếu nè. Điểm yếu đầu tiên của em là em vừa già vừa xấu. Vừa già vừa xấu.
Già hay lâu già? Cái này bởi vì những người bạn gái trước đây của em đều chê em vừa già vừa xấu. 35 tuổi thì vậy là cũng đúng rồi chứ già gì đâu. Bây giờ tới cô gái xinh đẹp ngồi cái ghế màu đỏ của tôi nè. Dạ, em xin gửi lời chào đến hai MC Cát Tường và MC Hứa Minh Đạt và hai bạn nam ngồi đối diện và các quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Như Hảo. Em năm nay em 25 tuổi. Em đang làm việc trong một công ty truyền thông. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Bến Tre. Chết rồi, hai đứa em ơi. Làm hai cô gái bên đây là cực phẩm giai nhân. Tôi con gái mà tôi nhìn tôi còn mê. Điểm là... mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mặc dù cái nhìn đầu tiên của mọi người thường hay đánh giá em là thấy em hơi khó gần với lại hơi chảnh, nhưng mà thân thiết thì có thể là hơi lầy. Về điểm yếu thì em là một người hơi thẳng tính, đôi khi là làm cho người khác cảm thấy không hài lòng lắm. Trong giao tiếp em hơi, đôi khi em hơi bị cục xúc, hơi bị ngắn gọn quá. Rồi quay lại với em trai ngồi ở ghế xanh nè, giờ em giới thiệu nè. Cho em xin gửi lời chào đến chị Tường, anh Đạt, anh Thiên và hai bạn nữ cùng với tất cả các khán giả đang xem đài. Em tên là Dương Trường Lâm, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là công việc của em là nhân viên kinh doanh bên xe ô tô. Quê của em thì ở Cà Mau. Sau này mình định là lập nghiệp trên Sài Gòn luôn hay là sau này mình sẽ về quê? Em có dự định là em sẽ đi làm ở đây thêm tầm khoảng 3 đến 5 năm nữa. Vẫn muốn về quê lập nghiệp ở dưới quê mình đúng không? Gần cha gần mẹ phải không? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì chắc có thể nói là em nhậu được. Nhân Cà Mau mà. Em biết nấu ăn, em cũng thích chơi thể thao. Điểm yếu thì em đông người thì em hơi gục gà xíu. Với lại nhát gái nè. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào hai MC, anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Và hai bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Uyên, tên thường gọi em là Kha My. Quê em ở Cần Thơ. Hiện giờ em đang làm bên thẩm mỹ. Có cái tiệm thẩm mỹ nào chưa? Dạ có, em mở được 3 lần tiệm rồi. Là bây giờ là chủ 3 tiệm hay là mình mở cái không trong ạ? Chứ sao? Dạ là dịch nên dẹp. Dạ đúng rồi. Mở ra gặp dịch rồi dẹp dẹp rồi mở gặp dịch lại dẹp. Đó vậy là mở 3 lần rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh là em khéo tay, vui vẻ, hòa đồng. Em có thể thích nghi với mọi trường hợp. Ví dụ như đến cái môi trường nào em có thể hòa mình vào được cái môi trường đó. Điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em hơi nóng tánh. Em có hay đi du lịch Cà Mau chưa? Dạ chưa, nhưng mà lần này sẽ có. Lần này sẽ có, hy vọng là vậy. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút cho các bạn hiểu nhau. Mình sẽ đi vào tình duyên nha. Chị quay lại chàng trai ngồi ở ghế đỏ trước tiên. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình gọi là ấn tượng và sâu đậm nhất. Mối tình đầu tiên thì quen nhau cũng được khoảng gần 1 năm. Cô ấy cũng là người mà em cảm thấy gọi là phù hợp nhất, cũng là cái người mà giúp cho em thay đổi rất là nhiều, từ ngoại hình cho tới một số cái thói quen. Nhưng mà tiếc cái là cô ấy gia đình theo đạo, cũng hơi khó để có thể thống nhất quan điểm với nhau. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng tầm 6 tháng. Thì cô gái này lại là người mà ngoan hiền và rất là lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho em. Hơi tiếc cái là đúng cái thời điểm đó thì em một phần là vẫn còn tình cảm với cô thứ nhất. Thứ hai nữa là sau cái chuyện với cái cô thứ nhất như vậy thì có cái khoảng thời gian là em có suy nghĩ rằng là mình chỉ sống độc thân thôi chứ không có lập gia đình. Và tới bây giờ em cũng rất là áy náy và cắn rất lương tâm cái việc đó. Mối tình thứ ba thì cô này em cũng quen được khoảng 9 tháng. Tới lúc quen với cô thứ ba là đã quên hẳn cô thứ nhất chưa? Dạ rồi chị. Đối với cô thứ ba thì do là quen nhau trong năm 2021 thì trong đó hết khoảng nửa năm, 6 tháng lại bị dịch, cho nên là mặc dù là ở thành phố nhưng mà cũng là gọi giống như yêu xa vậy đó. Bản thân em bây giờ tới giờ thì em cũng chưa hiểu rõ được là thực sự cái lý do của cô ấy chia tay là gì, bởi vì cô ấy lại là người mà chủ động chia tay em và lại chọn đúng cái đợt mà hai đứa đi ăn sinh nhật của em luôn. Mà em hỏi lý do sao thì cô ấy chỉ nói rằng em cảm thấy là mình không còn tình cảm nữa thì em không muốn tiếp tục. Thì sau đó em cũng cố gắng bằng hết tấm lòng của mình và chân thành của mình để cố gắng giữ cô ấy lại. Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy vẫn chốt lại là thứ nhất là em xin lỗi, thứ hai nữa là em cảm thấy mình không còn cảm xúc với anh nữa, và thứ ba nữa là em cũng đã có người mới rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Trải qua 3 mối tình thì em cũng hiểu rằng là không có người phụ nữ nào hoàn hảo cả. Thì những cái mà em nói ra đây thì cũng chỉ là cái mong muốn của mình thôi, chứ không phải là một cái tiêu chí gọi là yêu cầu bắt buộc gì cả. Xét về ngoại hình thì em mong muốn cô ấy là một người có ngoại hình cân đối,
dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Đây bên đó là bao luôn, hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Bên cạnh đó thì cô ấy còn toát ra một cái thần thái là tự tin, vui vẻ, năng động và lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng tích cực. Có luôn. Muốn gì nữa à? Dạ, về tính cách thì cô ấy là một người phụ nữ chung thủy, có sự sâu sắc, tinh tế, khôn khéo và hiếu kính với cha mẹ và có cái lòng nhân ái với mọi người, là một người siêng năng, sạch sẽ. Dạ hết rồi. Ai cũng muốn dạy riêng gì em đâu, đầy đủ công dung ngôn hạnh rồi. Dạ. Bên kia cô có bao nhiêu cuộc tình rồi hả cô gái? Dạ, về mối tình chính thức thì em có 3 mối tình. Dạ là một mối tình năm 18 tuổi, một mối tình năm đại học và một mối tình gần đây nhất. Tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Dạ, khoảng gần 1 năm. Khi mà em lên đại học thì lúc đó là yêu xa nên là được một khoảng thời gian. Yêu xa? Dạ. Khoảng thời gian không gặp nhau nhiều. Dạ. Chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình cũng gọi là lâu nhất, khoảng gần 2 năm. Khoảng thời gian học đại học thì trong vòng 2 năm đó thì cũng có những khoảng thời gian chia tay khá là nhiều và quay lại nhiều lần. Cái người đó là một người ở quê ở miền Trung mà em cảm thấy là suy nghĩ một cách hơi gia trưởng. Em là một người miền Tây nên là rất là thoải mái và tự nhiên ấy. Nên là em cảm thấy là không hợp nhau về quan điểm. Gần đây nhất bao nhiêu lâu gần đây nhất thì khoảng gần được 1 năm và chia tay cách đây khoảng được 8 tháng. Thì thời điểm chia tay thì cũng ngay thời điểm dịch như là bạn nam bên kia. Mỗi người đều có những cái lo lắng riêng, những cái gọi là suy nghĩ riêng, những cái niềm riêng cái gì nên là không có chia sẻ được với nhau. Đến với chương trình này thì em nó lên mẫu người đàn ông như thế nào? Thường là em sẽ không có mẫu người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Nhưng mà phải có cái gì đó mới ấn tượng chứ, ngoại hình là chàng trai nó như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu? Gì để tôi hỏi cái coi nè, em cao mét mấy? Dạ em mét 75. 75, em mét mấy? Em cũng 75. Hai chàng trai 1m75 đều. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu thôi chứ cũng không cần quá xuất sắc hay là đẹp trai lắm. Tính tình sao? Dạ về tính tình thì là một người tử tế là được. Thế em nha, chàng trai ghế màu xanh nha. Tình trường em sao, mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình gọi là đáng nhớ. Thì mối tình gần nhất á, em quen cũng được 6 tháng. Em với bạn làm chung. Cái đợt tết mà năm 2021 á, cái bạn kêu chia tay. Tại vì bạn có giải thích đó là bạn muốn dừng lại là để bạn lên Sài Gòn bạn học. Tại vì lúc đó em làm với Long An mà. Dạ. Còn lý do bên trong nữa hay không thì em cũng không có rõ. Nói chung là em cũng có níu kéo á. Bạn nó rất là thẳng thắn, bạn rất là dứt khoát. Em về khóc rồi 3-4 ngày trời. Trời ơi, thấy thương ghê. Chắc nhậu dữ lắm hen. Đúng rồi, em nhậu giống 1 tháng liên tục. Nhưng mà khóc là khóc một mình hay khóc với mấy thằng bạn? Lúc đó em về phòng em khóc ướt gối hết trơn. Rồi mà... sau khi chia tay là có còn liên hệ gì nữa không? Sau những cái ngày khóc đó rồi làm sao để hết khóc? Em nghĩ làm đó. Em nghĩ làm đó. Sao vậy? Em lên Sài Gòn ăn làm. Nói chung là làm ở đó thì đi ra đi vô. Nhớ bạn gái. Nó có nhiều cái chỗ mà mình thấy nhớ đó, kỷ niệm. Em là người rất là ủy mị và cũng rất là lụy tình phải không? Sống rất tình cảm phải không? Một lần quen lần khó mà chị. Vậy bây giờ ghé lại mối tình trước nữa. Dạ, mối tình thứ hai là lúc đó em sinh viên năm 3 rồi. Quen một bạn, bạn học ở Đại học Cần Thơ. Là khúc này em ở Cần Thơ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, mối tình cuối là ở Long An, mối tình giữa là ở Cần Thơ. Có hôm đó bạn ấy bạn bệnh thì em cứ suy nghĩ bình thường thôi. Bệnh thì mình mua thuốc, mua cháo về mình cho bạn ấy ăn rồi bạn ấy ngủ. Thì em thấy bạn ấy ngủ rồi em ra em đóng cửa, em khóa cửa trọ, em đi ra quán cà phê uống cà phê. Tại lúc em mê game á. Bạn bè với mấy anh em mà rủ ra uống cà phê rồi chơi game. Chắc bạn ấy giận, bạn không hài lòng nữa cho nên bạn muốn dừng lại. Cái mối tình đó thì em cũng khóc rồi cũng dữ lắm á. Cái mối tình đó thì em cũng khóc rồi cũng dữ lắm á. Có bỏ học luôn không? Không chị. Tại em bữa bỏ làm bây giờ khóc quá bỏ học. Em nhắm cuộc đời em muốn khóc mấy lần nữa. Gắng lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc quá chị. Được. Rồi, rồi, bây giờ nha. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng không có yêu cầu nhiều về ngoại hình. Chỉ cần mặt bạn ấy ưa nhìn ấy. Với lại em muốn bạn ấy là tinh tế. Thêm một cái nữa là lịch sự, lễ phép, là gặp người lớn như đó thôi chứ em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Rồi vậy là quá đơn giản. Được rồi. Cô gái đến từ Cần Thơ. Dạ. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất
tức là em quen người Bắc, gia đình của người đó thì vào Nam để sinh sống. Nhưng mà trước khi vào Nam á, là mẹ người đó đã không thích gái Việt Nam. Xong rồi người đó cũng cãi gia đình nguyên được 2 năm mấy. Sau đó nhà người đó thì chỉ có một hình con trai thôi, nên là ba mẹ bắt lấy vợ. Còn người mẹ thì bị bệnh nên là cứ hăm vợ, kiểu là nếu mà không lấy vợ sanh cháu thì chết không nhắm mắt cái kiểu. Nên là bạn trai đầu của em á quyết định là nghe lời mẹ lấy dâu Bắc. Mối tình thứ hai sao? Dạ, số em làm sao? Sao nữa em? Trời em ơi, em lại thì... là người Bắc nữa. Nhưng mà lần này là môn đăng hộ đối. Tại vì anh đó nhà giàu quá hay là... Dạ, kiểu người ta vừa giàu mà vừa có gia thế chênh lệch quá nhiều. Thì hồi đó ngoài Bắc em ở trong này. Anh ở ngoài Bắc sao anh quen em trong này? Anh đó là Việt Kiều Úc. Tình cờ thì qua bạn bè anh đó, lúc anh đó về nước đó, thì có gặp em. Dạ thì hai đứa quen nhau. Anh lấy vợ chưa? Dạ mối tình thứ nhất đó, thì em còn biết. Còn mối tình hai á, cuộc đời em nó éo le lắm anh. Sao? Em hai người đang yêu nhau á, nhưng mà ba anh đó giới thiệu bạn gái để quen. Môn đăng hộ đối. Dạ, lúc đó là ảnh vẫn giấu em, nhưng mà kiểu như linh cảm á, em cảm thấy cái cuộc gọi nó ít đi dần và cảm thấy cái lời nói nó khác thường ngày. Em mới nghi, xong rồi em mới hỏi thẳng á, ý là anh đã có người khác hay sao, hay là như thế nào thì cứ nói thẳng để giải quyết, chứ em không thích mà dây dưa kiểu như vậy. Em hỏi miết người đó cũng thừa nhận, nhưng mà em không biết tại sao em lại là người thứ ba nữa. Cái chị đó lại ghen ngược với em, nửa đêm gọi em rồi bắt anh đó phải chọn á, bây giờ là chọn chị đó gia đình hay là chọn em. Tóm lại chia tay em thấy em đã buồn rồi, nhưng mà em còn bị như vậy nữa. Bây giờ dứt chưa? Bây giờ dứt hết chưa? Dạ mối tình đó được một năm mấy à. Dạ mà không còn liên lạc gì nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật ra đôi lúc không phải vì tình yêu đâu, đừng có nghĩ rằng đó là tình yêu. Tại vì tình yêu là phải từ hai phía. Cái điều mà em mỗi lần em nghĩ tới em muốn khóc, em bực bội, em ở mức trong người đó là em không phục. Em không phục là tại sao em lại bị người ta bỏ rơi. Em không phục là tại sao tự nhiên mình là cái người tới đầu, mình thành người tới cuối. Nên em tức. Chứ bây giờ có cho người đó quay lại em cũng không có thèm đâu. Cho nên là em đừng có nghĩ rằng đó là em yêu cái người đó, không có đâu. Em hãy thương bản thân mình lên, tự tin lên đẹp. Trời ơi, mới có nhiêu đó mà em nói sao đời em éo le. Nhưng mà lần này em không muốn gặp người Bắc nữa. Thì không muốn gặp người Bắc nữa thì em chơi với Cà Mau cho chị. Em thấy anh đó cái quan điểm, cái mẫu người á, em đều có hết. Nhưng mà em có ngại làm vậy? Trời ơi. Dạ không, mẹ chồng á mà thương em thì em sẽ hương như mẹ ruột. Hay quá. Có cơ hội rồi, có cơ hội rồi hai bạn ơi. Rồi bây giờ nói mẫu hình đàn ông lý tưởng của em đây nè. Em chỉ cần ưa nhìn là được, em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi à. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia chứ em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nè. Chào cô ạ. Trước hết là tôi xin chào ông Mai và mối. Dạ, chào cô. Tôi xin giới thiệu là tôi là mẹ của Hồ Thanh Thiên. Hai em thì đều là coi như là có những cá tính riêng, cô nào cũng đẹp hết. Dạ, nhưng mà bản thân cô là người mẹ, cô ngồi ở dưới, cô cũng hiểu cá tính của con trai của mình. Thì theo như cô từ nãy giờ cái sơ bộ bên ngoài thì cô cảm thấy là cái cô ngồi ở ghế màu xanh với cô ngồi ghế màu đỏ thì cô nào có vẻ sẽ phù hợp với tính cách của con trai mình hơn ạ? Theo như chương trình đặc đệ thì coi như tôi thấy đó là cũng phù hợp. Đó coi như là ghế đỏ với ghế đỏ và ghế xanh với ghế xanh thì cũng là phù hợp. Rồi, cảm ơn cô. Rồi mời em trai đẹp trai, em đứng ra ai đây? Cho em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em là đồng nghiệp của chị Như Hảo. Dạ, theo như em xung quan sát nãy giờ thì em thấy anh ghế đỏ có vẻ có sẽ hợp với chị của em hơn. Tại chị của em trong công việc là một người rất là chỉnh chu và có trách nhiệm. Còn một khi đã chơi là chơi tới bến và tới nóc luôn. Cho nên là nếu mà thân thiết thì có hơi chút lầy lội. Nên là em thấy cái tính tình điềm đạm và chững chạc của anh có thể bù trừ được với chị của em. Cảm ơn các bạn. Hay quá. Thôi chần chờ gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ Mở cửa trái tim. Sao hai chàng trai của tôi thấy nãy giờ chị Tường với anh Đạt nói có cái gì quá lố không? Dạ, toàn là cực phẩm. Toàn là cực phẩm không phải không? Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái bên kia? Dạ, đầu tiên là khớp á, đẹp quá cho nên là cũng khớp á chị. Chắc để nhường cho Lâm ý kiến nữa chị. Ủa gì kỳ vậy? Mình cứ nói trước đi. Khớp. Dạ thì đang khớp á chị. Sao? Đang khớp. Chuyện này nhắm coi có bỏ việc hay bỏ quê, bỏ nhà viết thơ cho ba mẹ gì nữa không? Thì nãy em cũng nói từ đầu á, em cũng nhắc gái á, mở ra hai bạn đẹp quá em cũng hơi ngọt.
để tôi cho phép tụi em tặng quà đi. Thôi em tặng đi, rồi rồi. Anh có hai món quà tặng hai bạn nữ, anh xin phép gửi cho bạn trước ha. Đây. Đây. Còn cái này thì anh gửi cho Hảo ha. Wow, có một cái cuốn sách gì ạ? Dạ, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Hai cuốn sách là giống nhau phải không? Ý, có chữ thân chúc em sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp và sẽ luôn đong đầy hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương ạ. À, hồi rồi bên kia có chữ không? Không luôn. Chang luôn. À, y chang. Thân chúc em. Hai cuốn sách y chang nhưng mà có cái này hoa có... hồng là khác à. Cái này là có thể giải thích ý nghĩa không ạ? Cái bông hoa hồng bức tự đó thì em tặng riêng cho Hảo thì cũng có ý nghĩa là hoa hồng thì nó tượng trưng cho một cái vẻ đẹp rồi, và phụ nữ thì luôn luôn xinh đẹp, nhưng mà ở đây đặc biệt thì nó là một bông hoa hồng bất tử, và cũng ý nghĩa là coi như là vẻ đẹp của bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Rồi bây giờ cho tôi hỏi nè. Dạ. Hoa hồng này tặng cho bạn Hảo là vì do chương trình sắp em với bạn Hảo ngồi cùng ghế màu đỏ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là vì em nghe lời tư vấn của mẹ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là tại vì mở cửa trái tim ra thì em thấy em rộn ràng hơn khi nhìn bạn Hảo? Dạ, ở đây thì đầu tiên hết là đó là xuất phát từ cảm xúc của em, là khi em mở cửa ra thì em có ấn tượng hơn và đối với bạn Hảo hơn, cho nên đó là em lựa chọn tặng riêng cho bạn Hảo thêm cái bông hoa. Rồi tất nhiên mình rồi em ơi, cố lên em ơi. Em tặng cho bạn với ý nghĩa là nếu mà sau này á hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Mở dù ra đứng che cho chị. Trời ơi dễ thương quá, dạ. Cặp này đẹp đôi quá. Bây giờ tới phiên nhận xét của hai cô gái đi nào. Hảo, nói trước đi, cảm xúc của tụi em như thế nào khi mở cửa trái tim này ra và thấy hai chàng trai này? Nãy giờ em có chăm chú lắng nghe bạn ghế đỏ hơn. Về ngoại hình thì em thấy cũng tạm ổn. Thế em? Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh ghế xanh hơn. Nói chung là những cảm xúc đầu tiên là có vẻ là hơi tốt. Có tiết mục văn nghệ gì không? Văn nghệ cho nó vui đi. Trời. Giọng nói hay thế nào cũng hát hay à? Dạ không, em hát không hay lắm đâu chị. Nhưng mà ở đây để góp vui chương trình thôi. Rồi. Có cái phần em hát ngắn thôi chị ha. Ngắn thôi. Dạ. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh như cánh hoa như sao tỏa bay, và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Dạ em xin hết. Sao cưng, ổn không? Để mình thể hiện nè. Sao có gì vui thể hiện đi cưng. Hồi nãy em có nói là em hơi ngại trước đám đông á, cho nên là có ai cho em mượn điện thoại em cầm em lấy điểm tựa em mới hát được đó chị. Trời đất ơi. Em xin tặng cho hai bạn nữ một bài hát. Không, em tặng, em nói lộn, em xin tặng cho em tặng cho bạn bạn Khâm My một bài hát là Ít Nhưng Bền Lâu. Mai này chàng dây trắng, nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày, hay hơn ghen dẫn dối chàng lối đi trên đường về, khi em rất say anh ngồi đây ghi điều anh sơ nhớt, lạc mất em nơi đông người, quen nắm tay em mất rồi, ghi điều anh thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Nhưng em bỏ anh là anh sẽ khóc nhiều, đúng không? Thường thì tôi thấy những cặp khác có thể là mở cửa ra thì đôi lúc chưa còn hoang mang, chưa biết chọn ai. Còn đằng này là mở cửa ra thì thấy hai bạn nam đã tập trung vô một cái đối tượng nhất định, và ngược lại hai bạn nữ thì cũng có vẻ cũng có một cái thiện cảm nhất định với một cái đối tượng. Và tôi muốn bây giờ mình chia cặp luôn, hai cặp sẽ tự trò chuyện với nhau chủ đề tự do để các bạn có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn. Rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ sao ưu tiên cho cặp đỏ trước ha, mời hai em cứ thoải mái. Anh xin phép chủ động trước ha. Trong mối quan hệ thì chắc chắn có những thời điểm sẽ phát sinh là em sẽ có ghen, đúng không? Thì những lúc em ghen thì em sẽ cư xử hành động như thế nào? Em tự cảm thấy mình sẽ không gọi là
thường xuyên ghen một cách vô cớ. Khi nào mà có dấu hiệu thì em sẽ hỏi thẳng à. Rồi những lúc mà em stress hoặc là buồn phiền hoặc là giận dỗi gì đó, những lúc mà tâm trạng mình đang như vậy thì em thường làm gì? Những lúc mà thường stress trong công việc thì em sẽ tìm một người nào đó để nói chuyện, để chia sẻ. Hoặc là hẹn đi cà phê với bạn bè. Nhưng mà nếu như có anh bên cạnh rồi thì em sẽ làm gì? Trong khi mà em đang trong một mối quan hệ thì những lúc như vậy em cần một cái người gọi là điềm tĩnh và có thể chia sẻ được. Ví dụ mình đang trong tâm trạng thì cái đối phương của mình phải vui vẻ thì mới mang lại cái năng lượng tích cực để làm mình vui theo. Để cho người ta hỏi với đi hỏi hoài vậy, hỏi lại đi cưng. Em muốn hỏi anh là khi mà trong một mối quan hệ mà về gia đình á, thì anh có muốn người phụ nữ của mình hoàn toàn gọi là một người phụ nữ mà về nhà chỉ lo chăm lo chuyện gia đình không, hay là vừa phải đi làm vừa phải ở nhà? Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ, nhưng mà khi về với anh rồi á thì như con mèo. Lúc nào còn như vậy nè. Mèo thì mèo. Ví dụ như là cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà ra đường thì như một con mèo, nhưng về nhà như một con hổ thì sao ạ? Cái này anh từ kinh nghiệm của anh hay sao anh? Tiêu chí anh mới đầu cũng là vậy đó, là ra đường như một con hổ nhưng về nhà như một con mèo. Nhưng mà khi anh cưới vợ về rồi thì cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà lúc nào thể hiện nó thể hiện. Dạ, cái này chắc em xin phép học hỏi kinh nghiệm của anh Đạt á, thì chắc anh chia sẻ, bởi vì em thấy anh hiện tại đang rất là viên mãn, một vợ hai con rất là hạnh phúc. Có thể đối với anh thì lúc ra ngoài đường vợ anh như một con hổ, về nhà thành một con hổ dữ hơn. Về nhà thành một con hổ dữ hơn. Nên em yên tâm đi. Khi mà em nghe nói là anh quê ở Huế á, thì em cảm thấy một chút lo lắng. Tại vì em thấy là người Huế thường rất là khuôn mẫu, khuôn phép, hơi khó. Em sợ bản thân mình sẽ không thích nghi được. Nên là không biết anh có khó hay là gia trưởng không? Anh cũng làm rõ cái này chút, bởi vì là gia trưởng thì có thể nó thiên về cái phần nào đó hơi độc đoán, còn anh thì nó thuộc về cái sự quyết đoán chứ không phải là độc đoán. Mà là một người đàn ông trụ cột trong gia đình á thì cũng cần cái sự mạnh mẽ đó, chứ còn là nếu mà gọi là độc đoán áp đặt phụ nữ thì là không. Cho nên là em yên tâm về cái sự gia trưởng đó thì anh không có, nhưng mà sự mạnh mẽ và quyết đoán là có. Rồi đủ rồi. Rồi tới cặp kia. Cái cặp màu xanh người ta nôn nóng quá rồi, cười hoài không biết cười gì nữa. Thì hiện tại em lên đây em ở làm việc ở đâu, là ở quận mấy á? Dạ Tân Bình. Tân Bình cũng gần. Dạ em làm việc ở Thủ Đức. Em thấy đâu gần nữa. Khoảng cách trái tim người ta thấy gần rồi. Dạ ở anh một... nói gần là gần. Cho anh hỏi một cái nữa là nếu mà hai người có quen nhau á thì sau này anh có chọc cho em tức á, nhay á, thì em có giận anh không? Tại cái tính anh hay là chọc cho tới lắm. Dạ không, em không có giận đâu, em đập anh luôn à. Em thấy vô rồi đó. Em muốn hỏi lại gì anh không em? Anh hết rồi đó, anh câu chốt, anh là anh thấy vô rồi đó thôi. Em muốn hỏi anh là anh nghĩ sao về con người hơi bựa xíu à? Thì bữa với nhây nó cũng giống nhau. Bản tánh em á thì vui vẻ hòa đồng lắm, thì kiểu như trong tim đi chơi em là cây hài trong tim vậy á. Nhiều khi anh thấy em bựa quá nên em hỏi trước à. Giống em à. À rồi, bên nhây bên bựa hợp quá trời. Anh nói là nếu mà quen á, nếu mà đến với nhau á thì về làm dâu đúng không ạ? Về phụng dưỡng mẹ kiến thôi, dự định. Thấy chưa, nó lật kèo liền, thấy chưa, thấy gái đẹp nó lật kèo liền, nghe lời chị Tường liền. Thì nói chung á thì hiện tại em 28 tuổi thì em cũng đang có dự định là trong khoảng là 30 đến 35 thì em sẽ lập gia đình. Từ đây tới thời điểm đó em làm khi nào đủ tiền thì em cưới thôi. Được thì về quê cũng được, không thì em về Cần Thơ em làm cũng được. Nói chung cái nghề của em giờ đi đâu em xin cũng được hết. Thấy chưa, em thấy chưa, bắt rể về Cần Thơ luôn được không? Dạ hỏi ảnh nè, có chịu về làm rể không ạ? Về làm rể Cần Thơ được không? Lụm luôn vậy, lụm luôn vậy. Lụm luôn. Luôn. Trời ơi. Ví dụ như em chấm về cái gương mặt đó thì được bao nhiêu điểm ạ? Thang điểm trên trăm. Thang điểm trên trăm chấm nhiều. Mời em đứng qua bên bển sát bên cổ. Đứng lên, hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Nhìn cho kỹ vô.
tư vấn sắc đẹp cho chị. 100 điểm là chấm được nhiêu? Nói đi em. Nhiều. Thăng điểm 100 hả? À, dạ 90 ạ. Trời ơi, trời 90 ơi. Rồi, mời em bước qua. Xin phép được nắm tay bạn gái, nói một câu cuối đi trước khi mình về quyết định bấm nút hẹn hò hay không. Hẹn hò muốn gì đó làm đi. Em rất là ấm. Có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Em nghĩ sao về cái việc mà nếu mình là bị làm dâu? Dạ em thấy việc đó thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn này. Em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Chứ còn giờ ví dụ anh nói thì em cũng sẽ vẫn còn nhiều cái lo lắng bởi vì chưa biết thực tế như thế nào. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì tới đến thời khắc quan trọng rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Các bạn thân mến của chúng tôi, hãy hướng mặt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, các bạn phải đưa ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Nếu mà sau này á, hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á, là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn này. Em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh Ghế Xanh hơn. Và bấm mà. Ten ten ten, chúng ta có một cặp. Có một cặp màu xanh. Có nghi nghi em gái vẫn còn đang lo lắng một cái điều gì đó, tại sao em không bấm được? Dạ em nghĩ là em cần thời gian để tìm hiểu thêm về những cái mà em đang lo lắng à. Chứ em hiện tại em chưa đủ để quyết định. Chị hiểu được cái cảm xúc của em và chị cũng nghĩ là em không có bấm nhưng mà chị vẫn hy vọng. Em cũng có cảm giác như chị. Ừ, nhưng mà em vẫn bấm. Dạ đúng rồi, bởi vì lúc nãy em cũng có nói với bạn á. Giờ mà em có nói gì thì cũng rất khó thuyết phục bạn đúng. Cho nên em cũng nói bạn là chúng ta cần cho nhau cơ hội để có thời gian và để bạn có biết thêm thông tin. Nói chung là em cũng đã làm hết sức rồi. Nhưng mà nói chung mình cũng phải trân trọng cái cảm xúc của cái suy nghĩ của cô ấy thôi. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi mời cái cặp đôi này ra chính giữa. Trước tiên á thì Tường xin thay mặt cho chương trình cảm ơn hai bạn đứng hai bên. Mặc dù hôm nay mình chưa có cái duyên đó, nhưng mà chị hy vọng rằng là trong niềm vui của tụi em sẽ gặp gỡ được nhiều cái cơ hội, sẽ có nhiều cái sự vui vẻ, bình an trong cuộc sống và tình yêu nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng với mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Còn cặp đôi này, chúng ta hãy dành cho nhau một lời nói, một cái cử chỉ hành động gì nó lãng mạn nè. Kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt nè. Mong là qua chương trình này, anh và em sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà mình cảm thấy mình hợp nhau và mình cho nhau một cơ hội thì anh muốn cùng em đi xa hơn trên con đường tình yêu này. Rồi xin phép hôn một cái đi. Cho anh xin phép được hôn một cái ha. Chắc hôn môi quá. Không. Trời ơi, cố lớn. Trời ơi, cái lớn quá. Chắc hôn cái gì đó nó nhẹ nhẹ trước đi. Bây giờ cho em xin phép em hôn má. Giờ về chuẩn bị hành lý đi, giờ cuốn gói qua nhà cô ở luôn nha không? Dạ. Bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng mỗi bạn là một sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Xin gửi tặng cho hai bạn. Đây, tặng em nha. Rồi, tặng em. Kính thưa quý vị, cặp đôi bấm nút thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một gói premium của ứng dụng Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đối với cặp đôi ghép đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn phần quà. Đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple.
một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Các bạn hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xét về ngoại hình thì em mong muốn cô ấy là một người có ngoại hình cân đối, dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Đây bên đó là bao luôn, hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Em nhắm mục rồi, em muốn khóc mấy lần nữa. Gắn lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc quá vậy. Yeah. Em chỉ cần ưa nhìn là được, em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi vậy. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia chứ em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Thường là em sẽ không có mọi người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á, là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ. Nhưng mà khi về với anh rồi á, thì như con mèo. Máy lọc khí Sharp với công nghệ Plasma Cluster Ion đến từ Nhật Bản, tạo mật độ ion cao, tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi toàn diện, ức chế virus trong không khí, tạo ra không khí trong lành. Sharp thanh lọc toàn diện, năng lượng trong lành. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hôm qua chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hẹn mà gặp nữa. Chúng ta lại trùng màu nhau. Chị nhớ có những cặp nào mà chúng ta trùng màu là chúng ta sẽ có được ít nhất là một cặp đôi thành công. Dạ. Cơ hội ngày hôm nay chỉ đến cho chúng ta cùng một lần thôi. Nào chị. Yeah, quyết tâm. Đầu tiên, Cát Tường xin mời hai bạn trai bước ra sân khấu. Wow. Black and white hả? Yeah. Trời ơi, ở trong là satin hay là phi bóng vậy? Hôm nay em đi tới đây thì hôm nay nhắc tới từ bóng chị. Được rồi, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Mời hai bạn nam hướng mắt về phía trước. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Wow. Wow, ngày hôm nay là nhà gái em là có giá lắm nha chị Tường ơi. Nhà trai có hành, nhà trai có hành. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin từ những chàng trai của chúng tôi. Dạ. Chào em. Dạ vâng, em chào chị Tường. Em tên là gì? Em xin phép tự giới thiệu, em tên là Hồ Thanh Thiên. Wow. Năm nay em 35 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, vùng đất kinh thành cố đô xưa. Gia đình em hiện tại thì đang sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì đang làm việc tại một công ty bất động sản ở quận Bình Tân. Rồi, chúng ta đồng hương nha. Dạ. Thế nha. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em, mọi người vẫn thường nhận xét em là một con người tử tế, chính trực, chu đáo, nhiệt tình và điềm đạm. Bên cạnh đó thì em cũng không có hút thuốc, không cà phê, không cờ bạc. Và em cũng có thể làm được hầu hết các công việc lớn nhỏ trong gia đình, như là sơn sửa nhà cửa, sửa chữa điện nước.
đi chợ, nấu ăn. Ngoài ra thì em còn có thể chơi được hầu hết các môn thể thao như là bóng đá, bóng chuyền. Hồi nãy em nói với chị lên đây không nhắc tới từ bóng mà. À dạ, rồi dạ, em chơi banh, dạ. Dạ, đá banh, đánh banh bàn, banh chuyền, banh rổ, dạ. Tại sao ngày hôm nay em mặc cái áo màu banh quá vậy? Cái áo nó hơi banh bảy. Dạ, banh cái này gọi là mặc dù trong cái đen nhưng mà nó vẫn tỏa sáng anh. Tiếp tục, còn ưu điểm gì nữa? Có thể là tạm thời như vậy thôi chị, em thấy em kể cũng hơi bị nhiều. Điểm yếu nè. Điểm yếu đầu tiên của em là em vừa già vừa xấu. Vừa già vừa xấu. Già hay lâu già? Cái này bởi vì những người bạn gái trước đây của em đều chê em vừa già vừa xấu. 35 tuổi thì vậy là cũng đúng rồi chứ già gì đâu. Bây giờ tới cô gái xinh đẹp ngồi cái ghế màu đỏ của tôi nè. Dạ, em xin gửi lời chào đến hai MC Cát Tường và MC Hứa Minh Đạt và hai bạn nam ngồi đối diện và các quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Như Hảo. Em năm nay em 25 tuổi. Em đang làm việc trong một công ty truyền thông. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Bến Tre. Chết rồi, hai đứa em ơi. Làm mạng hai cô hả? Gái bên đây là cực phẩm giai nhân. Tôi con gái mà tôi nhìn tôi còn mê. Điểm đó. Mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mặc dù cái nhìn đầu tiên của mọi người thường hay đánh giá em là thấy em hơi khó gần với lại hơi chảnh, nhưng mà thân thiết thì có thể là hơi lầy. Về điểm yếu thì em là một người hơi thẳng tính, đôi khi là làm cho người khác cảm thấy không hài lòng lắm. Trong giao tiếp em hơi, đôi khi em hơi bị cục xúc, hơi bị ngắn gọn quá. Rồi quay lại với em trai ngồi ở ghế xanh nè, giờ em giới thiệu nè. Cho em xin gửi lời chào đến chị Tương, anh Đạt, anh Thiên và hai bạn nữ cùng với tất cả các khán giả đang xem đài. Em tên là Dương Trường Lâm, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là công việc của em là nhân viên kinh doanh bên xe ô tô. Quê của em thì ở Cà Mau. Sau này mình định là lập nghiệp trên Sài Gòn luôn hay là sau này mình sẽ về quê? Em có dự định là em sẽ đi làm ở đây thêm tầm khoảng 3 đến 5 năm nữa. Vẫn muốn về quê lập nghiệp ở dưới quê mình đúng không? Gần cha gần mẹ phải không? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì chắc có thể nói là em nhậu được. Nhân Cà Mau mà. Em biết nấu ăn, em cũng thích chơi thể thao. Điểm yếu thì em đông người thì em hơi gục gà xíu. Với lại nhát gái nè. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào hai MC, anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Và hai bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Uyên, tên thường gọi em là Kha My. Quê em ở Cần Thơ. Hiện giờ em đang làm bên thẩm mỹ. Có cái tiệm thẩm mỹ nào chưa? Dạ có, em mở được 3 lần tiệm rồi. Là bây giờ là chủ 3 tiệm hay là mình mở cái không trong ạ? Chứ sao? Dạ là dịch nên dẹp. Dạ đúng rồi. Mở ra gặp dịch rồi dẹp dẹp rồi mở gặp dịch lại dẹp. Đó vậy nên là mở 3 lần rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh là em khéo tay, vui vẻ, hòa đồng. Em có thể thích nghi với mọi trường hợp. Ví dụ như đến cái môi trường nào em có thể hòa mình vào được cái môi trường đó. Điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em hơi nóng tánh. Em có hay đi du lịch Cà Mau chưa? Dạ chưa, nhưng mà lần này sẽ có. Lần này sẽ có, hy vọng là vậy. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút cho các bạn hiểu nhau. Mình sẽ đi vào tình duyên nha. Chị quay lại chàng trai ngồi ở ghế đỏ trước tiên. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình gọi là ấn tượng và sâu đậm nhất. Mối tình đầu tiên thì quen nhau cũng được khoảng gần 1 năm. Cô ấy cũng là người mà em cảm thấy gọi là phù hợp nhất, cũng là cái người mà giúp cho em thay đổi rất là nhiều, từ ngoại hình cho tới một số cái thói quen. Nhưng mà tiếc cái là cô ấy gia đình theo đạo, cũng hơi khó để có thể thống nhất quan điểm với nhau. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng tầm 6 tháng. Thì cô gái này lại là người mà ngoan hiền và rất là lo lắng quan tâm chăm sóc cho em. Hơi tiếc cái là đúng cái thời điểm đó thì em một phần là vẫn còn tình cảm với cô thứ nhất. Thứ hai nữa là sau cái chuyện với cái cô thứ nhất như vậy thì có cái khoảng thời gian là em có suy nghĩ rằng là mình chỉ sống độc thân thôi chứ không có lập gia đình. Và tới bây giờ em cũng rất là áy náy và cắn rất lương tâm cái việc đó. Mối tình thứ ba thì cô này em cũng quen được khoảng 9 tháng. Tới lúc quen với cô thứ ba là đã quên hẳn cô thứ nhất chưa? Dạ rồi chị. Đối với cô thứ ba thì do là quen nhau trong năm 2021 thì trong đó hết khoảng nửa năm, 6 tháng lại bị dịch. Cho nên là mặc dù là ở thành phố nhưng mà cũng là gọi giống như yêu xa vậy đó. Bản thân em bây giờ tới giờ thì em cũng chưa hiểu rõ được là thực sự cái lý do của cô ấy chia tay là gì. Bởi vì cô ấy lại là người mà chủ động chia tay em. Và lại chọn đúng cái đợt mà hai đứa đi ăn sinh nhật của em luôn.
Mà em hỏi lý do sao thì cô ấy chỉ nói rằng em cảm thấy là mình không còn tình cảm nữa thì em không muốn tiếp tục. Thì sau đó em cũng cố gắng bằng hết tấm lòng của mình và chân thành của mình để cố gắng giữ cô ấy lại, nhưng mà cuối cùng thì cô ấy vẫn chốt lại là: thứ nhất là em xin lỗi, thứ hai nữa là em cảm thấy mình không còn cảm xúc với anh nữa, và thứ ba nữa là em cũng đã có người mới rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Trải qua 3 mối tình thì em cũng hiểu rằng là không có người phụ nữ nào hoàn hảo cả. Thì những cái mà em nói ra đây thì cũng chỉ là cái mong muốn của mình thôi, chứ không phải là một cái tiêu chí gọi là yêu cầu bắt buộc gì cả. Xét về ngoại hình thì em mong muốn cô ấy là một người có ngoại hình cân đối, dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Đây bên đó là bao luôn, hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Bên cạnh đó thì cô ấy còn toát ra một cái thần thái là tự tin, vui vẻ, năng động và lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng tích cực. Có luôn. Muốn gì nữa à? Dạ, về tính cách thì cô ấy là một người phụ nữ chung thủy, có sự sâu sắc, tinh tế, khôn khéo và hiếu kính với cha mẹ, và có cái lòng nhân ái với mọi người, là một người siêng năng, sạch sẽ. Dạ, hết rồi. Ai cũng muốn vậy, riêng gì em đâu, đầy đủ công dung ngôn hạnh rồi. Rồi bên kia cô có bao nhiêu cuộc tình rồi hả cô gái? Dạ, về mối tình chính thức thì em có 3 mối tình. Dạ, là một mối tình năm 18 tuổi, một mối tình năm đại học và một mối tình gần đây nhất. Tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Dạ, khoảng gần 1 năm. Khi mà em lên đại học thì lúc đó là yêu xa nên là được một khoảng thời gian. Yêu xa, dạ, khoảng thời gian không gặp nhau nhiều, dạ, chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình cũng gọi là lâu nhất, khoảng gần 2 năm. Khoảng thời gian học đại học thì trong vòng 2 năm đó thì cũng có những khoảng thời gian chia tay khá là nhiều và quay lại nhiều lần. Cái người đó là một người ở quê ở miền Trung mà em cảm thấy là suy nghĩ một cách hơi gia trưởng. Em là một người miền Tây nên là rất là thoải mái và tự nhiên, nên là em cảm thấy là không hợp nhau về quan điểm. Gần đây nhất bao nhiêu lâu ạ? Gần đây nhất thì khoảng gần được 1 năm và chia tay cách đây khoảng được 8 tháng. Thì thời điểm chia tay thì cũng ngay thời điểm dịch như là bạn nam bên kia. Mỗi người đều có những cái lo lắng riêng, những cái gọi là suy nghĩ riêng, những cái niềm riêng cái gì, nên là không có chia sẻ được với nhau. Đến với chương trình này thì em nó lên mẫu người đàn ông như thế nào? Thường là em sẽ không có mẫu người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Nhưng mà phải có một cái gì đó mới ấn tượng chứ, ngoại hình nè, là chàng trai nó như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu? Gì để tôi hỏi cái coi nè, em cao mét mấy? Dạ em mét 75. 75, em mét mấy? Em cũng 75. Hai chàng trai 1m75 đều. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu thôi chứ cũng không cần quá xuất sắc hay là đẹp trai lắm. Tính tình sao? Dạ về tính tình thì là một người tử tế là được. Thế em nha, chàng trai ghế màu xanh nha. Tình trường em sao, mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình gọi là đáng nhớ. Thì mối tình gần nhất á, em quen cũng được 6 tháng. Em với bạn làm chung. Cái đợt tết mà năm 2021 á, cái bạn kêu chia tay. Tại vì bạn có giải thích đó là bạn muốn dừng lại là để bạn lên Sài Gòn bạn học. Tại vì lúc đó em làm với Long An mà. Dạ. Còn lý do bên trong nữa hay không thì em cũng không có rõ. Nói chung là em cũng có níu kéo á. Bạn nó rất là thẳng thắn, bạn rất là dứt khoát. Em về khóc rồi 3-4 ngày trời. Trời ơi, thấy thương ghê. Chắc nhậu dữ lắm ha. Đúng rồi, em nhậu giống 1 tháng liên tục. Nhưng mà khóc là khóc một mình hay khóc với mấy thằng bạn? Lúc đó em về phòng em khóc ướt gối hết trơn. Rồi sau khi chia tay là có còn liên hệ gì nữa không? Sao những cái ngày khóc đó rồi làm sao để hết khóc? Em nghĩ làm đó. Em nghĩ làm đó. Sao vậy? Em lên Sài Gòn ăn làm. Nói chung là làm ở đó thì đi ra đi vô. Nhớ bạn gái. Nó có nhiều cái chỗ mà mình thấy nhớ đó, kỷ niệm. Em là người rất là ủy mị và cũng rất là lụy tình phải không? Sống rất tình cảm phải không? Một lần quen lần khó mà chị. Vậy bây giờ ghé lại mối tình trước nữa. Dạ, mối tình thứ hai là lúc đó em sinh viên năm 3 rồi. Quen một bạn, bạn học ở Đại học Cần Thơ. Là khúc này em ở Cần Thơ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, mối tình cuối là ở Long An, mối tình giữa là ở Cần Thơ. Có hôm đó bạn ấy bận bệnh thì em cứ suy nghĩ bình thường thôi. Bệnh thì mình mua thuốc, mua cháo về mình cho bạn ấy ăn rồi bạn ấy ngủ. Thì em thấy bạn ấy ngủ rồi em ra em đóng cửa, em khóa cửa trọ, em đi ra quán cà phê uống cà phê. Tại lúc đó
em mê game á. Bạn bè với mấy anh em mà rủ ra uống cà phê rồi chơi game, chắc bạn ấy giận, bạn không hài lòng nữa, cho nên bạn muốn dừng lại. Cái mối tình đó thì em cũng khóc rồi cũng dữ lắm á. Có bỏ học luôn không? Không chị. À, tại bữa bỏ làm bây giờ khóc quá bỏ học. Em nhắm cuộc đời em muốn khóc mấy lần nữa. Gắng lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc quá chị. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng không có yêu cầu nhiều về ngoại hình, chỉ cần mặt bạn ấy ưa nhìn đó. Với lại em muốn bạn ấy là tinh tế. Thêm một cái nữa là lịch sự, lễ phép, là gặp người lớn như đó thôi, chứ em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Rồi vậy là quá đơn giản. Được rồi. Cô gái đến từ Cần Thơ. Dạ. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là em quen người Bắc, gia đình của người đó thì vào Nam để sinh sống. Nhưng mà trước khi vào Nam á, là mẹ người đó đã không thích gái Việt Nam. Xong rồi người đó cũng cãi gia đình nguyên được 2 năm mấy. Sau đó nhà người đó thì chỉ có một hình con trai thôi, nên là ba mẹ bắt lấy vợ. Còn người mẹ thì bị bệnh nên là cứ hăm vợ, kiểu là nếu mà không lấy vợ sanh cháu thì chết không nhắm mắt cái kiểu. Nên là bạn trai đầu của em á quyết định là nghe lời mẹ lấy vô Bắc. Mối tình thứ hai sao? Dạ số em làm sao? Sao nữa em? Trời em ơi. Em lại chị... là người Bắc nữa. Nhưng mà lần này là môn đăng hộ đối. Tại vì anh đó nhà giàu quá hay là? Dạ kiểu người ta vừa giàu mà vừa có gia thế chênh lệch quá nhiều. Thì hồi đó ngoài Bắc em ở trong này. Anh ở ngoài Bắc sao anh quen em trong này? Anh đó là Việt Kiều Úc. Tình cờ thì qua bạn bè anh đó, lúc anh đó về nước đó, thì có gặp em. Dạ thì hai đứa quen nhau. Anh lấy vợ chưa? Dạ mối tình thứ nhất đó, thì em còn biết. Còn mối tình hai á, cuộc đời em nó éo le lắm anh. Sao? Em hai người đang yêu nhau á, nhưng mà ba anh đó giới thiệu bạn gái để quen. Môn đăng hộ đối. Dạ, lúc đó là ảnh vẫn giấu em, nhưng mà kiểu như linh cảm á, em cảm thấy cái cuộc gọi nó ít đi dần và cảm thấy cái lời nói nó khác thường ngày. Em mới nghi, xong rồi em mới hỏi thẳng á, ý là anh đã có người khác hay sao, hay là như thế nào thì cứ nói thẳng để giải quyết, chứ em không thích mà dây dưa kiểu như vậy. Em hỏi miết người đó cũng thừa nhận, nhưng mà em không biết tại sao em lại là người thứ ba nữa. Cái chị đó lại ghen ngược với em, nửa đêm gọi em rồi bắt anh đó phải chọn á, bây giờ là chọn chị đó gia đình hay là chọn em. Tóm lại chia tay em thấy em đã buồn rồi, nhưng mà em còn bị như vậy nữa. Bây giờ dứt chưa? Bây giờ dứt hết chưa? Dạ mối tình đó được một năm mấy à. Dạ mà không còn liên lạc gì nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật ra đôi lúc không phải vì tình yêu đâu, đừng có nghĩ rằng đó là tình yêu. Tại vì tình yêu là phải từ hai phía. Cái điều mà em mỗi lần em nghĩ tới em muốn khóc, em bực bội, em ở mức trong người đó là em không phục. Em không phục là tại sao em lại bị người ta bỏ rơi. Em không phục là tại sao tự nhiên mình là cái người tới đầu, mình thành người tới cuối. Nên em tức. Chứ bây giờ có cho người đó quay lại em cũng không có thèm đâu. Cho nên là em đừng có nghĩ rằng đó là em yêu cái người đó, không có đâu. Em hãy thương bản thân mình lên, tự tin lên đẹp. Trời ơi mới có nhiêu đó mà em nói sao đời em éo le. Nhưng mà lần này em không muốn gặp người Bắc nữa. Thì không muốn gặp người Bắc nữa thì em chơi với Cà Mau cho chị. Em thấy anh đó cái quan điểm, cái mẫu người á em đều có hết. Nhưng mà em có ngại làm vậy ơi. Dạ không, mẹ chồng á mà thương em thì em sẽ hương như mẹ ruột. Hay quá. Có cơ hội rồi, có cơ hội rồi hai bạn ơi. Rồi bây giờ nói mẫu hình đàn ông lý tưởng của em đây nè. Em chỉ cần ưa nhìn là được, em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi nè. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia chứ em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nè. Chào cô ạ. Trước hết là tôi xin chào ông Mai và mối. Dạ, chào cô. Tôi xin giới thiệu là tôi là mẹ của Hồ Thanh Thiên. Hai em thì đều là coi như là có những cá tính riêng, cô nào cũng đẹp hết. Dạ nhưng mà bản thân cô là người mẹ, cô ngồi ở dưới, cô cũng hiểu cá tính của con trai của mình. Thì theo như cô từ nãy giờ cái sơ bộ bên ngoài thì cô cảm thấy là cái cô ngồi ở ghế màu xanh với cô ngồi ghế màu đỏ thì cô nào có vẻ sẽ phù hợp với tính cách của con trai mình hơn ạ? Theo như chương trình đặc đệ thì coi như tôi thấy đó là cũng phù hợp. Đó coi như là ghế đỏ với ghế đỏ và ghế xanh với ghế xanh thì cũng là phù hợp. Rồi cảm ơn cô. Rồi mời em trai đẹp trai, em đứng ra ai đây? Cho em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em là đồng nghiệp của chị Như Hảo. Dạ theo như em xung quan sát nãy giờ thì em thấy anh ghế đỏ có vẻ có sẽ
hợp với chị của em hơn. Tại chị của em trong công việc là một người rất là chỉnh chu và có trách nhiệm. Còn một khi đã chơi là chơi tới bến và tới nóc luôn. Cho nên là nếu mà thân thiết thì có hơi chút lầy lội. Nên là em thấy cái tính tình điềm đạm và chững chạc của anh có thể bù trừ được với chị của em. Cảm ơn các bạn. Hay quá. Thôi chần chờ gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ Mở cửa trái tim. Sao hai chàng trai của tôi thấy nãy giờ chị Tường với anh Đạt nói có cái gì quá lố không? Dạ, toàn là cực phẩm. Toàn là cực phẩm không? Dạ. Phải không? Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái bên kia? Dạ, đầu tiên là khớp á, đẹp quá cho nên là cũng khớp á chị. Chắc để nhường cho Lâm ý kiến nữa chị. Ủa gì kỳ vậy? Mình cứ nói trước đi. Khớp. Dạ thì đang khớp á chị. Sao? Đang khớp. Chuyện này nhắm coi có bỏ việc hay bỏ quê, bỏ nhà viết thơ cho ba mẹ gì nữa không? Thì nãy em cũng nói từ đầu á, em cũng nhắc gái á, mở ra hai bạn đẹp quá em cũng hơi ngọt. Để thôi cho phép tụi em tặng quà đi. Thôi em tặng đi, rồi. Có hai món quà tặng hai bạn nữ, anh xin phép gửi cho bạn trước ha. Này. Rồi. Còn cái này thì anh gửi cho Hảo ha. Wow, có một cái cuốn sách gì ạ? Dạ, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Hai cuốn sách là giống nhau phải không? Ý, có chữ thân chúc em sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp và sẽ luôn đong đầy hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương ạ. Đó, hồi. Rồi bên kia có chữ không? Không luôn. À, y chang. Thân chúc em. Hai cuốn sách y chang nhưng mà có cái này hoa có... hồng là khác à. Cái này là có thể giải thích ý nghĩa không ạ? Cái bông hoa hồng bức tự đó thì em tặng riêng cho Hảo thì cũng có ý nghĩa là hoa hồng thì nó tượng trưng cho một cái vẻ đẹp rồi, và phụ nữ thì luôn luôn xinh đẹp, nhưng mà ở đây đặc biệt thì nó là một bông hoa hồng bức tử, và cũng ý nghĩa là coi như là vẻ đẹp của bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Rồi bây giờ cho tôi hỏi nè. Dạ. Hoa hồng này tặng cho bạn Hảo là vì do chương trình sắp em với bạn Hảo ngồi cùng ghế màu đỏ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là vì em nghe lời tư vấn của mẹ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là tại vì mở cửa trái tim ra thì em thấy em rộn ràng hơn khi nhìn bạn Hảo? Dạ, ở đây thì đầu tiên hết là đó là xuất phát từ cảm xúc của em, là khi em mở cửa ra thì em có ấn tượng hơn và đối với bạn Hảo hơn, cho nên đó là em lựa chọn tặng riêng cho bạn Hảo thêm cái bông hồng. Rồi, tất nhiên mình rồi em ơi, cố lên em ơi. Em tặng cho bạn với ý nghĩa là nếu mà sau này á, hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á, là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Mở dù ra đứng che cho chị. Trời ơi, dễ thương quá, dạ. Cặp này đẹp đôi quá. Bây giờ tới phiên nhận xét của hai cô gái đi nào. Hảo, nói trước đi, cảm xúc của tụi em như thế nào khi mở cửa trái tim này ra và thấy hai chàng trai này? Nãy giờ em có chăm chú lắng nghe bạn ghế đỏ hơn. Về ngoại hình thì em thấy cũng tạm ổn. Thế em? Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh ghế xanh hơn. Nói chung là những cảm xúc đầu tiên là có vẻ là hơi tốt. Có tiết mục văn nghệ gì không? Văn nghệ cho nó vui đi. Trời. Giọng nói hay thế nào cũng hát hay à? Dạ không, em hát không hay lắm đâu chị, nhưng mà ở đây để góp vui chương trình thôi. Rồi. Có cái phần em hát ngắn thôi chị ha. Ngắn thôi. Dạ. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh như cánh hoa như sao tỏa bay, và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Dạ em xin hết. Sao cưng, ổn không? Để mình thể hiện nè. Mau có gì vui thể hiện đi cưng. Hồi nãy em có nói là em hơi ngại trước đám đông á, cho nên là có ai cho em mượn điện thoại em cầm em lấy điểm tựa em mới hát được đó chị. Trời đất ơi. Em xin tặng cho hai bạn nữ một bài hát. Không, em tặng, em nói lộn, em xin tặng cho em tặng cho bạn bạn Khâm My một bài hát là Ít Nhưng Bền Lâu. Mai này chàng dây trắng, nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày, hay hơn ghen giận dỗi chèn lối đi trên đường về, khi em rất say anh ngồi đây ghi điều anh sơ nhớt, lạc mất em nơi đông người, quen nắm tay em mất rồi,
ghi điều anh thắc mắc, câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Anh yêu ít thôi nhưng em bỏ anh là anh sẽ khóc nhiều, đúng không? Thường thì tôi thấy những cặp khác có thể là mở cửa ra thì đôi lúc chưa còn hoang mang, chưa biết chọn ai. Còn đằng này là mở cửa ra thì thấy hai bạn nam đã tập trung vô một cái đối tượng nhất định. Và ngược lại hai bạn nữ thì cũng có vẻ cũng có một cái thiện cảm nhất định với một cái đối tượng. Và tôi muốn bây giờ mình chia cặp luôn. Hai cặp sẽ tự trò chuyện với nhau chủ đề tự do để các bạn có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn. Rồi. Nha. Dạ. Rồi, bây giờ sao ưu tiên cho cặp đỏ trước ha. Mời hai em cứ thoải mái. Anh xin phép chủ động trước ha. Trong mối quan hệ thì chắc chắn có những thời điểm sẽ phát sinh là em sẽ có ghen, đúng không? Thì những lúc em ghen thì em sẽ cư xử hành động như thế nào? Em tự cảm thấy mình sẽ không gọi là thường xuyên ghen một cách vô cớ. Khi nào mà có dấu hiệu thì em sẽ hỏi thẳng à. Rồi những lúc mà em stress hoặc là buồn phiền hoặc là giận dỗi gì đó, những lúc mà tâm trạng mình đang như vậy thì em thường làm gì? Những lúc mà thường stress trong công việc thì em sẽ tìm một người nào đó để nói chuyện, để chia sẻ, hoặc là hẹn đi cà phê với bạn bè. Nhưng mà nếu như có anh bên cạnh rồi thì em sẽ làm gì? Trong khi mà em đang trong một mối quan hệ thì những lúc như vậy em cần một cái người gọi là điềm tĩnh và có thể chia sẻ được. Ví dụ mình đang trong tâm trạng thì cái đối phương của mình phải vui vẻ thì mới mang lại cái năng lượng tích cực để làm mình vui theo. Để cho người ta hỏi với đi hỏi hoài vậy, hỏi lại đi cưng. Em muốn hỏi anh là khi mà trong một mối quan hệ mà về gia đình á, thì anh có muốn người phụ nữ của mình hoàn toàn gọi là một người phụ nữ mà về nhà chỉ lo chăm lo chuyện gia đình không, hay là vừa phải đi làm vừa phải ở nhà? Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ, nhưng mà khi về với anh rồi á thì như con mèo. Lúc nào còn như vậy nè, mèo thì mèo. Ví dụ như là cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà ra đường thì như một con mèo, nhưng về nhà như một con hổ thì sao ạ? Cái này anh từ kinh nghiệm của anh hay sao anh? Tiêu chí anh mới đầu cũng là vậy đó, là ra đường như một con hổ nhưng về nhà như một con mèo. Nhưng mà khi anh cưới vợ về rồi thì cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà lúc nào thể hiện nó thể hiện. Dạ, cái này chắc em xin phép học hỏi kinh nghiệm của anh Đạt á, thì chắc anh chia sẻ, bởi vì em thấy anh hiện tại đang rất là viên mãn, một vợ hai con rất là hạnh phúc. Có thể đối với anh thì lúc ra ngoài đường vợ anh như một con hổ, về nhà thành một con hổ dữ hơn. Về nhà thành một con hổ dữ hơn. Nên em yên tâm đi. Khi mà em nghe nói là anh quê ở Huế á, thì em cảm thấy một chút lo lắng. Tại vì em thấy là người Huế thường rất là khuôn mẫu, khuôn phép, hơi khó. Em sợ bản thân mình sẽ không thích nghi được. Nên là không biết anh có khó hay là gia trưởng không? Anh cũng làm rõ cái này chút, bởi vì là gia trưởng thì có thể nó thiên về cái phần nào đó hơi độc đoán, còn anh thì nó thuộc về cái sự quyết đoán chứ không phải là độc đoán. Mà là một người đàn ông trụ cột trong gia đình á thì cũng cần cái sự mạnh mẽ đó, chứ còn là nếu mà gọi là độc đoán áp đặt phụ nữ thì là không. Cho nên là em yên tâm về cái sự gia trưởng đó thì anh không có, nhưng mà sự mạnh mẽ và quyết đoán là có. Rồi đủ rồi. Rồi tới cặp kia. Cái cặp màu xanh người ta nôn nóng quá rồi, cười hoài không biết cười gì nữa. Thì hiện tại em lên đây em ở làm việc ở đâu, là ở quận mấy á? Dạ Tân Bình. Tân Bình cũng gần. Dạ em làm việc ở Thủ Đức. Em thấy đâu gần đó. Khoảng cách trái tim người ta thấy gần rồi. Dạ anh nói gần là gần. Cho anh hỏi một cái nữa là nếu mà hai người có quen nhau á thì sau này anh có chọc cho em tức á, nhay á, thì em có giận anh không? Tại cái tính anh hay là chọc cho tới lắm. Dạ không, em không có giận, em đập anh luôn à. Em thấy vô rồi đó. Em thấy vô rồi đó. Em muốn hỏi lại gì anh không em? Anh hết rồi đó, anh câu chốt, anh là anh thấy vô rồi đó thôi. Em muốn hỏi anh là anh nghĩ sao về con người hơi bựa xíu à? Thì bữa với nhây nó cũng giống nhau. Bản tánh em á thì vui vẻ hòa đồng lắm, thì kiểu như trong tim đi chơi em là cây hài trong tim vậy á. Nhiều khi anh thấy em bựa quá nên em hỏi trước à. Giống em à? À rồi.
bên nhây bên bữa hợp quá trời. Anh nói là nếu mà quen á, nếu mà đến với nhau á thì về làm dâu đúng không ạ? Về phụ dưỡng mẹ kiến thôi, dự định. Thấy chưa, nó lật kèo liền, thấy chưa, thấy gái đẹp nó lật kèo liền, nghe lời chị Tường liền. Thì nói chung á, thì hiện tại em 28 tuổi thì em cũng đang có dự định là trong khoảng là 30 đến 35 thì em sẽ lập gia đình. Từ đây tới thời điểm đó em làm khi nào đủ tiền thì em cưới thôi. Được thì về quê cũng được, không thì em về Cần Thơ em làm cũng được. Nói chung cái nghề của em giờ đi đâu em xin cũng được hết. Thấy chưa, em thấy chưa, bắt rể về Cần Thơ luôn được không? Dạ hỏi ảnh nè, có chịu về làm rể không ạ? Về làm rể Cần Thơ được không? Lụm luôn vậy, lụm luôn vậy. Lụm luôn. Luôn. Trời ơi. Ví dụ như em chấm về cái gương mặt đó thì được bao nhiêu điểm ạ? Thang điểm trên trăm. Thang điểm trên trăm chấm nhiều. Mời em đứng qua bên bển sát bên cổ. Đứng lên, hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Nhìn cho kỹ vô. Tư vấn sắc đẹp cho chị. Trăm điểm là chấm được nhiêu? Nói đi em. Nhiều. Thang điểm 100 hả? À, dạ 90 ạ. Trời ơi, trời 90 ơi. Rồi mời em bước qua. Xin phép được nắm tay bạn gái, nói một câu cuối đi. Trước khi mình về quyết định bấm nút hẹn hò hay không. Hẹn hò muốn gì đó làm đi. Em rất là ấm. Có thể nhìn thẳng vào mắt anh không? Em nghĩ sao về cái việc mà nếu mà là bị làm dâu? Dạ em thấy việc đó thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn này. Em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Chứ còn giờ ví dụ anh nói thì em cũng sẽ vẫn còn nhiều cái lo lắng bởi vì chưa biết thực tế như thế nào. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì tới đến thời khắc quan trọng rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Các bạn thân mến của chúng tôi, hãy hướng mặt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, các bạn phải đưa ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Nếu mà sau này á hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn thì em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh ghế xanh hơn. Và bấm mà. Tên tên tên. Chúng ta có một cặp. Có một cặp màu xanh. Có nghi nghi em gái vẫn còn đang lo lắng một cái điều gì đó. Tại sao em không bấm được? Dạ em nghĩ là em cần thời gian để tìm hiểu thêm và những cái mà em đang lo lắng à. Chứ em hiện tại em chưa đủ để quyết định. Chị hiểu được cái cảm xúc của em và chị cũng nghĩ là em không có bấm nhưng mà chị vẫn hy vọng. Em cũng có cảm giác như chị. Ừ, nhưng mà em vẫn bấm. Dạ đúng rồi, bởi vì lúc nãy em cũng có nói với bạn á. Giờ mà em có nói gì thì cũng rất khó thuyết phục bạn. Đúng. Cho nên em cũng nói bạn là chúng ta cần cho nhau cơ hội để có thời gian và để bạn có biết thêm thông tin. Nói chung là em cũng đã làm hết sức rồi. Nhưng mà nói chung mình cũng phải trân trọng cái cảm xúc của cái suy nghĩ của cô ấy thôi. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi mời cái cặp đôi này ra chính giữa. Trước tiên á thì Tường xin thay mặt cho chương trình cảm ơn hai bạn đứng hai bên. Mặc dù hôm nay mình chưa có cái duyên đó, nhưng mà chị hy vọng rằng là trong niềm vui của tụi em sẽ gặp gỡ được nhiều cái cơ hội, sẽ có nhiều cái sự vui vẻ, bình an trong cuộc sống và tình yêu nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng với mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Còn cặp đôi này, chúng ta hãy dành cho nhau một lời nói, một cái cử chỉ hành động gì nó lãng mạn nè, kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt nè. Mong là qua chương trình này anh và em sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà mình cảm thấy mình hợp nhau và mình cho nhau một cơ hội thì anh muốn cùng em đi xa hơn trên con đường tình yêu này. Rồi xin phép hung một cái đi. Cho anh xin phép được hung một cái ha. Chắc hung môi quá. Không. Trời, cố lớn. Trời ơi, cái lớn quá. Cố lớn quá vậy.
anh thủ vậy? Chắc không cái gì đó nó nhẹ nhẹ trước đi. Bây giờ cho em xin phép em hôn má. Giờ về chuẩn bị hành lý đi, giờ cuốn gói qua nhà cô ở luôn nha không? Dạ. Bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng mỗi bạn là một sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Xin gửi tặng cho hai bạn. Đây, tặng em nha. Rồi, tặng em. Kính thưa quý vị, cặp đôi bấm nút thành công chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là một gói premium của ứng dụng Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đối với cặp đôi ghép đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Các bạn hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.